Hello, xin bắt đầu buổi giải đáp buổi sáng ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên: khi tánh Phật có công đức thì tánh thấy của tánh Phật trở thành là Phật nhãn. Công đức càng nhiều thì Phật nhãn nhìn càng xa. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Xin Thầy giải thích cho chúng con được rõ ạ. Đúng rồi, cái công đức càng lớn thì cái tánh Phật nó thấy càng rõ, vì cái vô minh nó xóa mà. Công đức nó xóa cái vô minh, càng lớn thì vô minh càng sạch. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi tánh Phật trở về Phật giới thì có vị Phật nào trong Phật giới hướng dẫn tánh Phật nữa không ạ? Bây giờ tất cả những vị Phật mà vào đây rước ấy, trung ấm thân về đó, ví dụ cái năm nay có 4 người vô về, người nào mà tới trước ấy, thì ông đưa ra tới cái cửa thôi, cái cửa để nó quay qua rồi bắt đầu qua người khác. Còn nếu mà nó tới á, ví dụ năm nay 4 người về thì ông phải tập trung lại đúng 4 người ông về luôn. Một năm chỉ rước có một lần thôi, mấy người cũng được. Một người rước một người, 10 người rước 10 người, do một vị Phật duy nhất thôi đưa về. Rồi năm sau cũng vậy, mỗi một năm có một kỳ đi thôi, một kỳ rước thôi, chứ không có hai kỳ. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo: trường hợp khi trung ấm thân của chúng con thức dậy thấy các vị thần và thánh đứng kế bên, vậy hình dáng của các vị thần và thánh này như thế nào để chúng con phân biệt được ạ? Thần thì cái gương mặt hơi dữ chút, còn vị thánh thì gương mặt tao nhã, giống như là cái người mà sang trọng á. Thánh nó giống như người sang trọng, còn ông thần thì giống như cái người hung dữ chút. Mình nhìn thấy cái gương mặt ở thế gian, người ta nói mặt mày giống thần quá, hoặc mặt mày giống thánh quá, thì nó so sánh giữa người hiền và người dữ. Thần là dữ, thánh là hiền, có vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo: khi nhìn thấy các vị thần và thánh, chúng con có thể bị cái tưởng làm cho sợ hãi mà quên hô câu buông, để lại bị đi luân hồi không ạ? Xin bác giải thích rõ cho chúng con vững vàng được qua thử thách của các vị thần và thánh ạ. Bây giờ con hỏi cho rõ là để nói cái ý phải vậy không? Nên nhớ rằng khi mình trung ấm thân, nhìn thánh, nhìn thần, mình không được quyền nói bất cứ cái gì. Mà ông đầu tiên là ông thần chụp mình trước. Giờ sao? Trong phước đức đi hưởng, hay là bây giờ mình có, mình mà nói chuyện được với mấy ông này á, thì mình phải có cái công đức mình mới nói chuyện được. Thấy không? Công đức ít mới nói chuyện được, công đức nhiều ông không dám nói chuyện với mình đâu. Thế ông mới hỏi, bây giờ trong ông á, nó có công đức, phước đức và ác đức. Và tôi thấy ác đức ông nhiều quá, tôi ở đây đi trả nhân quả, tôi bôi liền. Thì mình năn nỉ ông đó, tôi cố gắng tôi tạo, bởi vì cái ác đức này nó nhiều đời trước, chứ đời này tôi không có làm. Thôi giờ tôi có công đức cho tôi về, năn nỉ ông. Mà năn nỉ, ông cũng hù mình mấy lần á, nhưng mình năn nỉ quyết liệt ông cho về. Nên nhớ mà khi ra, khi mà ông đồng ý thả rồi thì mình sẽ đi ra giống như kiểu mình đi vậy, ra gặp ông thánh thứ nhất hỏi gan lọc lại. Mà nếu mà mình qua được lần thứ hai thứ ba thì nhớ là 3 lần thôi, chứ không có thử 4 lần được. Mình mà khi mà mình đi ra, mình nhớ là trung ấm thân của mình đó, là nó là cái bong bóng thôi. Thấy không? Mình muốn hiện, lúc đó mình được quyền hiện, hiện cái gì cũng được. Mình hiện con người cũng được, mà mình không hiện nó chỉ là cái duyên minh châu thôi. Bởi vì trong kinh duyên giác nó là duyên giác tánh, nó là cái tánh nó tròn đầy thôi. Vì thế mà ông thánh đó, ông xuất hiện đằng sau mình cũng thấy, trước cũng thấy, tả hữu cũng thấy. Mình nên nhớ để ý nè, trước sau tả hữu thấy là của thánh,
trên ở trên đỉnh đầu xuất hiện đó là Phật. Để ý chỗ này, nó phải hiểu cái này. Vì thế mà chất trung ấm nhân thân đầu tiên không khi nào xuất hiện trên đầu đỉnh đầu được, trên được, mà ở đằng trước hoặc bên hông thôi. Mình để ý cái chuyện này. Chất trung ấm nhân thân đầu tiên không khi nào xuất hiện trên đầu đỉnh đầu được, trên được, mà ở đằng trước hoặc bên hông thôi. Mình để ý cái chuyện này. Vì thế mà bắt buộc mình phải thử ba bốn lần, ba lần gì đó thì thử cái kiểu này. Khi mà xong rồi đó thì cái hoa tiêu từ ở trên cao rơi xuống á, mình nói trên cao chứ sự thật nó là ở ngoài sức hút đi vào đó, thì đó là hoa tiêu thật. Thì mình cứ theo hoa tiêu đó mình ra cái trung tâm vận hành luân hồi. Mình cái trung tâm vận hành luân hồi nó được giải thích được như thế này nè. Giữa hai cái sức hút của cái trái đất và cái tam giới này tam giới kia, mình nhớ là giống như nó là hai cái dòng quay, mà dòng quay nào nó cũng có phát ra cái lực dương. Vì thế mà giữa cái lực dương đó là mình ở cái chỗ đó. Khoa học bây giờ nó chứng minh là hai cái cục nam châm mà nó đang quay, dương với dương quay nhau nó không được cách nào nó đụng được hết á. Nó không động được là mình ở cái chỗ không đụng được đó. Nó không bị cái lực hút âm dương. Nên nhớ cái chỗ đó. Ai có từ thử 500 á, mình biết á, hai cục 500 dương đẩy vô không cách nào nó đụng sát được. Nó phải có một cái khoảng thở. Đó, mình vô đó, nếu mà cái năm nay 5-7 người về thì cái tập trung hết vào cái chỗ mà đợi á, để một vị Phật thuyết giảng cho mình biết cái canh công thức ở đi về Phật giới rồi ở đây như thế nào. Đó, mình mới hiểu cái này. Nên nhớ rằng về Phật giới một năm mới về có một lần thôi. Anh mà thoát ra được, anh phải ra ngoài cái bầu hoàng đạo 1 và 2 anh ở đó, do vị Phật hướng dẫn rồi giảng dạy mình gì đó thì mình nghe theo đó mình đi ra. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong lời dặn dò đường về Phật giới con thấy có cả hoa tiêu giả của vị thần. Khi mình dừng, thần không biết cứ dẫn đi, và hoa tiêu giả của cô hồn, trong đó có bất cứ màu sắc gì. Thưa bác, con chưa hiểu vì sao thần cũng làm hoa tiêu giả để lừa mình. Xin bác giải thích rõ cho chúng con được hiểu ạ. Hoa tiêu giả đó, nói đúng là tất cả các người vô hình làm được hết. Nhưng mà có một điều á, một vị Phật làm cái hoa tiêu á thì người ta chuyên nghiệp hơn, ta làm rất đẹp. Còn mấy cái người mà làm hoa tiêu giả mà như thánh hay là tất cả những cái chuyện vô hình nó làm được nhưng mà nó xấu lắm. Nó không giống như một người chuyên nghiệp làm. Vì thế mà cái hoa tiêu mà nó giả, nó vụng về lắm. Thấy không? Hơn nữa là nó không có chắc lọc được cái điện từ dương nguyên si, mà nó chỉ chắc lọc, nó còn một chút ở trong cái điện từ âm. Vì thế mà cái hoa tiêu nó không có hoàn hảo, nó là vậy thôi. Phân biệt giả thật là cái chỗ này. Bởi vậy vì sao mình phải học cho kỹ cái này. Giống như mình đi coi một cái sản phẩm nào đó, thì trước khi mình biết cái sản phẩm nó giả thiệt, giống như cái đồng tiền á, đồng tiền giả, đồng tiền thiệt, chuyên viên nó nhìn nó thấy nó biết, nó chỉ cách cái giả cái thiệt. Đó, thì cái hoa tiêu nó cũng vậy thôi. Vì thế mà cái đường về Phật giới người ta phải dặn tới dặn lui hoài. Để chi? Để cho mình đừng có lầm. Nó lầm là chỉ trong ba cái trường hợp thử thôi, chứ trường hợp thứ tư là không có làm nữa đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, một người sau khi chết, vị thần sẽ nhìn trung ấm thân của người đó để thực thi nhân quả. Vậy trung ấm thân của người bị làm hoa báo có đặc điểm gì để vị thần biết mà thực thi nhân quả đúng được ạ? Cái trung ấm thân của người làm hoa báo khỏi cần thử. Là gì? Khi mình mất, nó đã báo cho biết làm qua báo, nó còn khi còn mang thân người chứ không phải đâu. Vì thế mà xuống
gặp thần thực thi nhân quả liền, không có nói. Mấy người mà bị làm qua báo hoàn toàn không hiểu, không có phước đức luôn, chứ đừng có nói có công đức. Đó, mình nên nhớ nè, những người làm qua báo phước đức không có, mà hoàn toàn ác đức không. Và vì cái ác đức này mà nó hợp lại với trong cỏ cây hoa lá, nó mới vào được cái này. Ông thần nhìn thấy biết liền, mà ông biết trước luôn, trước 10 năm trước luôn, chứ không phải mà 3 ngày đâu. Vì ông theo sát mình à. Tất cả những người mà tu theo đạo Phật mà làm qua báo, ông biết, ông Phật biết liền. Mà cái người này phải đi lường gạt người ta, lường gạt chữ vừa mở, lường gạt là đã biết rồi, thì ông thần đã theo dõi rồi. Vì thế mà tại sao làm qua báo không chết nhanh được, trả nhân quả. Bây giờ anh muốn vô làm thực vật sống thì mới đi theo từ tự, tập sống như thực vật. Sau đó nó đài mà nó đài cho đến khi nào cái thân tứ đại mình nó mòn mỏi rồi, bắt đầu ông cắt liền, ông cắt điện từ liền là cho mình chết thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, một người bị nghiệp làm hoa báo, đầu tiên họ phải nhập vào những cây nhỏ như cây nấm, sau rồi dần dần mới vào những cây to như cây cổ thụ, rồi mới được trở lại làm người. Xin bác giải thích rõ cho chúng con phần này ạ. Làm hoa báo có nghĩa là anh sống trong thực vật. Nhớ là không phải là cây làm cái cây. Làm hoa báo là anh thay vì làm địa ngục thì anh phải xuống cái tầng mấy anh ở. Làm súc sanh thì mới vô con này con kia, làm cái hồn của con này con kia. Còn làm hoa báo là khi mất rồi không thấy đường, thành ra ông thần mới gắn cho mình vô trong cái cây nào á, ở đó đi. Rồi khi mà trả nhân quả, ông thần mới thực thi nhân quả là dẫn đi tới cái chỗ mà mình trả nhân quả. Ví dụ ông đó ăn cái bánh, bình thường ăn không nghe ngon, mà có cái người mà nhận nhân quả ăn tự nhiên nó có cái mùi rất ngon. Nó nghe vậy thôi, là vì nó lấy cái phước từ ngàn đời của cái ông làm qua báo này nè, nó trổ rồi nó đưa vô cái bánh này. Ông thần làm cho ngày ra, làm cho đến khi nào mà ông này hết phước thì mới bắt đầu mới ấy ra, bắt đầu mới cho trở lại làm người đó. Mà cái phước mình mà tạo từ vô lượng kiếp biết bao nhiêu. Vì thế mà cũng một ông đó, ông thầy đó mà trả nhân quả có chi từ 100 năm, 50 năm là do cái phước ông đó. Khi ông đó hết phước rồi thì trở lại làm người đó. Ông mất rồi mà trở lại làm người thì con người bần cùng hèn hạ. Thành ra cái thiền tông mà nó ra đời, nó giải thích cho rất rõ ràng về cái làm qua báo này. Chứ còn tất cả các pháp môn khác hoàn toàn không nhắc đến qua báo, vì người ta không hiểu. Mà có hiểu đi nữa cũng không dám nói nữa. Bây giờ nó nhớ nè, mình tu, mình không tu không nói tu đạo nào. Mục đích giáo chủ dạy cái gì thì phải làm cho đúng. Còn mình làm sai lời giáo chủ, tất nhiên mình đi lừa người ta là làm qua báo đó. Đó mình phải hiểu vậy thôi. Có nghĩa là khi trả nhân quả rồi chui vào trở lại cái cây ở. Khi nào trả nhân quả, thần điều khiển mình đi trả nhân quả. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo. Thưa bác, một người trước đây muốn được giải thoát nhưng không có ai chỉ đường, nên khi chết đi họ đi vào loài cô hồn. Vậy bây giờ người đó phải làm thế nào để được quay trở lại dòng tộc, để gặp được pháp môn thiền tông ạ? Thôi không, muốn mà làm cái vô dòng tộc thì nó do cái phước dòng tộc thôi. Còn muốn mà hiểu được cái thiền tông này không thể nào hiểu được. Anh muốn hiểu thiền tông, thứ nhất thiền tông phải công bố ra, thứ hai anh phải có công đức, thứ ba anh được A Di Đà thọ ký, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, anh mới trở lại làm người được. Còn bằng công anh có lưu lạc rồi hoài,
hết con này cái con kia rồi, kể cả làm người mà không cách nào vô làm người thì chắc chắn là phải đi theo cái đạo mê tín, không có thể vô cái đạo Thiền Tông được, vô đạo Phật được, nhưng mà phải là đạo mê tín, đạo vật lý á, Thiền Tông không thể vô được. Thiền Tông khi nào anh có công đức anh mới vô được, hoặc là anh được Đức Phật A Di Đà thọ ký anh mới vô được thôi. Có hai trường hợp đó thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa thầy, từ loài cô hồn trở lại làm người thì người đó có còn mang những đặc điểm gì của loài cô hồn không ạ? À? Thế gian này anh đi giành giật của người ta, anh đi cướp của người ta làm cô hồn, có vậy thôi. Mà thứ nhất anh lừa người ta để làm cô hồn, tưởng đâu mình giàu mình thoát qua cái này, không có thoát được đâu. Anh giàu mà anh lương lẹo, anh lừa gạt người ta thì chắc chắn anh là phải làm cô hồn để trả cái nghiệp này. Chứ đâu phải tôi giàu là tôi không làm cái này. Bởi vì tôi nhớ là vua còn bị cái này chứ đừng nói người dân. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, hành tinh lửa để làm vật tư cho trời tứ thiên vương sản xuất các hành tinh trái đất có giống với hành tinh lửa mặt trời không ạ? Bây giờ cái hầm 10 tỷ năm á, phải không? Thưa bác, cái hành tinh lửa để làm vật tư cho trời tứ thiên vương sản xuất các hành tinh trái đất có giống với hành tinh lửa mặt trời không ạ? Lửa mặt trời nó khác. Lửa mặt trời là lửa tam muội, mà cái lửa mà để nó tạo ra cái hành tinh này nè, nó là cái lửa, cái lửa bình thường giống như mình thôi, gọi là lửa vật lý. Vì lửa vật lý nó mới kết hợp thành được trái đất được. Còn cái lửa mặt trời nó là cái lửa tam muội, là cái lửa cực kỳ nóng. Thí dụ mình ở đây có 1000 độ, nó trên 1.000.000 độ rồi. Vì thế mà tất cả những hành tinh phải có cái ozone bảo vệ. Ozone bảo vệ là giống như cái kiến này nè, cái kiến trong bảo vệ. Mà cái kiến của mình 5 ly, 7 ly, chứ còn cái kiến đó là 50 cây số và 30 cây số. 30 cây số là nó trải ở ngoài biển á. Ở ngoài biển á thì mấy cái này, ngoài biển ít, không có người sống, thành ra nó không cần bảo vệ ozone nhiều. Mà ozone nhiều là ở trong đất liền, các loài người và các muôn vật sống thì có phần ozone bảo vệ. Nếu không có bảo vệ nó nám, nó cháy mình à. Rồi con hỏi tiếp đi. Các hành tinh lửa vật tư có tác dụng hỗ trợ hành tinh lửa mặt trời trong việc tạo ra sức nóng và ánh sáng cho các hành tinh vòng hoàng đạo một, phải không ạ? Con hỏi cho rõ lại. Các hành tinh lửa vật tư có tác dụng hỗ trợ hành tinh lửa mặt trời trong việc tạo ra sức nóng và ánh sáng cho các hành tinh trong vòng hoàng đạo một, phải không ạ? Không. Cái lửa mặt trời là cái lửa tam muội, mà còn cái lửa mà nó quay trong trái đất á là gọi là cái lửa bình thường giống mình đây nè. Đất nước gió lửa là gì? Trái đất này đất nước gió lửa và điện từ là chỗ này, mình cũng nằm trong cái dạng này. Nào, còn cái lửa mà mặt trời nó, thì trong kinh nó gọi là lửa tam muội, chữ tam là ba, muội là nó đốt cháy rụi tất cả những cái gì mà có trước mặt, dầu vô hình hữu hình nó đốt được hết. Nó nên nhớ là cái đó nó mới mạnh đó. Còn cái mà cái lửa mà ở trong trung tâm của trái đất nó chỉ là lửa bình thường của mình, giống mình sử dụng thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Người bị đọa vào hầm 10 tỷ năm, khi được trở lại làm người thì người đó có hình dáng, tính cách, trí tuệ như thế nào ạ? À? Trước mắt anh đen thùi trước đi. Rồi thứ hai là anh lưỡng tửng trước đi. Mấy ông mà ưa nói mà ta gọi là tâm thần là làm ông đó từ ở hầm 10 tỷ năm. Mà nên nhớ rằng đi đâu cũng thích mặc áo người tu. Nên nhớ một điều, mà cái này không nói nhiều. Mấy cái người mà không vững vàng mà lại thích mặc áo, đó là cái người từ lửa tam muội đi ra, đó là từ cái lửa 10 tỷ năm đi ra rồi. Đó mình mới hiểu cái này nè. Giống như ở thế gian
người ta vừa ở tù đi ra, mình thấy nó khác. Cái thế giới người ở tù đi ra khác với cái thế giới bình thường. Đó mình, ai có con mắt tin sẽ nhìn thấy được cái chuyện này. Thấy không? Còn muốn biết người nào đi vào cái hầm 10 này, chống đối bất cứ tôn giáo nào, chống đối hết. Dù tôn giáo nào nó cũng là chánh tín hết, chứ không phải là nói là vô mê tín. Có một điều là người ta lập cái tôn giáo đương nhiên là ta phải có cái giáo lý. Giáo lý cho cái phạm vi đó thôi, chứ không phải là tôn giáo là sai. Bây giờ thí dụ anh tu anh làm thần mà nói sai sao được, tu làm thánh làm trời là nói sai sao được. Còn mình ở đây tu là sao? Sáu con đường: làm thánh A-la-hán, làm giảng sư, kỹ sư, giảng sanh, làm thần, làm sao trật được. Và con đường thứ sáu là con đường trở về Phật giới, làm sao mà sai được. Tại mình ta không hiểu, rồi chê cái này chê kia chứ làm sao được. Ví dụ cái anh nông dân thì ta làm ruộng mà anh chê thì ta sẽ được. Cái anh làm rừng cũng vậy, ta làm cây mà anh sao chê ta được, thấy không? Thế gian này cái nghề gì cũng chánh hết, chánh theo ý của người ta. Còn cái giải thoát đó, nó khác. Giải thoát là mình sợ cái này đi ra thôi. Mà sợ đi ra mà đi lừa người ta là mình càng chết. Rồi con hỏi tiếp đi. Người bị đọa vào hầm 10 tỷ năm đó, khi trở lại làm người thì người đó còn chống phá thiền tông nữa không ạ? Thì nãy tôi nói rồi, đi ra trước mắt là đen trước đã. Rồi nó không giống một con người. Nó ngựa ngựa ngao ngao, bị vô nó đốt mà. Đốt thời gian quá dài. Thành ra nó đốt thì nó duy nhất chỉ còn có cái ác đức thôi. Ác đức nó không đốt được. Vì nó đồng loại với ác đức. Công phước đức nó đốt luôn. Công đức không có mới vô chỗ này. Chứ nếu mà anh làm cái gì mà anh có công đức rồi thì cũng khó lắm. Nghe không? Có nhiều khi anh có công đức rồi anh chửi cái này thời gian anh lại kêu bằng quay đầu lại. Còn cái người mà chửi liên tục là chắc chắn họ không có công đức. Đó, thành ra người nào mà có công đức rồi chê nhưng mà về sau ăn năn lại. Còn thứ mà không có công đức là chửi tới luôn. Thì chắc chắn cái người này phải vào cái hầm lửa lớn mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong các kinh sách con thường nghe nói tới cõi Atula. Vậy Atula là cõi nào ạ? Và vì sao lại bị vào loại Atula ạ? Atula này là nói về thần mà thần tự hành mà nó không chịu làm. Không chịu làm nhiệm vụ của thần thừa hành, gọi là Atula. Nó là cái dạng thần mà giống như mình đây làm người mà không chịu làm tư cách của con người, mà làm con cách của cái người đi giành giật của người ta. Nào, Atula nó áp dụng cho thần, nhưng mà thần không tuân thủ theo cái quy luật của thần. Nó gọi là Atula. Rồi con hỏi tiếp đi. Trái đất này là không cầu xin ai, mà sau khi cầu được giải thoát và cầu được gặp binh sư lại được ạ? Trái đất này mình nói là trái đất này là trái đất nhân quả. Anh cầu cái gì được cái này? Anh cầu giải thoát, anh có công đức thì ông Phật ông khiến mình đến, hoặc là ông thần Kim Cang đến. Ông thần Kim Cang là ai? Là Bồ Tát ở trên nước cực lạc á, nhờ ông thần Kim Cang dẫn lợi, hoặc ông thần Phước Thiện dẫn lợi để thấy cái thiền tông này. Đó. Chứ đâu phải muốn anh không có công đức thì không ai dẫn. Có công đức thì Phật bên kia khiến cho anh đến, hoặc là Bồ Tát nhờ thần Phước Thiện và thần Kim Cang khiến cho mình đến. Nó có hai cái trường hợp đó thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Tại sao tượng Phật lại sơn màu vàng ạ? Thầy giải thích ý nghĩa của màu vàng là như thế nào ạ? Màu vàng á, là chữ vàng là kim. Còn cái hình thể là gọi là thân.
Phật là trùm khắp. Có nghĩa là anh tu, tất cả những vị mà tu mặc đồ vàng, ý là tôi muốn trở thành một kim thân Phật, người ta mới mặc cái áo này. Nhưng mà nên nhớ rằng mặc áo kim thân Phật là phải cho đúng. Đừng có lợi dụng kim thân Phật mà làm tầm bậy, thì anh coi chừng nhân quả nó ụp vô. Vì thế mà trong kinh Trường A Hàm, kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, khi mà ông nói là có rất nhiều người, ông A Nan ông nói rất nhiều người đi trên cầu mặc áo thường, mặc áo rất đẹp mà đi trên cầu, còn mấy ở dưới sông tại sao mấy ông mặc áo gầu vàng lặng? Thì ông Phật mới nói ý nghĩa này nè: nhà tu là giác ngộ giải thoát, anh không chịu giác ngộ giải thoát, anh ham tiền, anh lừa người ta, thì anh bị làm cái nghiệp này nè, nghe không? Còn cái người ta bố thí, ta đâu có biết, biểu bố thí là ta bố thí thôi, thì ta có phước, ta mới đi trên cầu. Còn anh biết mà anh lừa người ta thì anh xuống cầu, anh chui xuống cầu. Mà cái cầu đó không phải cái sông đó đẹp đâu, mà cái sông đó nó giống như là nước thải thành phố đưa ra vậy đó. Mình hiểu cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp, câu tiếp. Con thấy mẫu thờ Pháp Môn Tịnh Độ, hình Đức Phật hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phía trên, bên dưới là hình Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát. Như vậy thì có bất kính với Đức Phật A Di Đà không ạ? Bây giờ mình phải hiểu cái đạo Phật này là ai dạy. Sáu pháp môn này là do ông Thích Ca dạy không ai. Bây giờ ông dạy không ạ? Dạy nước Cực Lạc như vậy làm sao? Ai dạy cái này? Ông A Di Đà không có dạy cái này được, ông đâu có ở đây nào mà dạy. Vì thế mà thờ là ông Thích Ca trên, ông ngồi ông nói à, ta nói cái pháp này là cái pháp tịnh độ, ông phải tu cái này nó đi đến cái chỗ này có cái nhân quả. Trên trái đất này tu là có nhân quả, anh tu muốn lên Cực Lạc đây nè, trên nước Cực Lạc nó có ba cái vị này là căn bản, chứ thật nó nhiều lắm, không phải một A Di Đà trên đó đâu, mà rất nhiều vị Phật phụ tá trong A Di Đà luôn. Nhưng mà không lẽ mình thờ mình nói sao giờ? Căn bản A Di Đà là chánh, tả hữu Quan Âm Thế Chí, có vậy thôi. Ai dạy cái A Di Đà này? Ông Thích Ca dạy thì phải để ông ở trên, ông cần cái thủ ấn chuyển pháp luân, có nghĩa là ông bắt ấn này ông nói ra thì cái tiếng nói ông á nó phải luân chuyển trong thế giới này, để từ đời ổng cho đến khi tới đời mạt hạ màn pháp vẫn còn, đó là chuyển pháp luân. Vì thế mà pháp nào nó ông cũng phải có ông Thích Ca đó, chứ không có ông Thích Ca là không phải. Nếu không có ông Thích Ca là ông khác. Ông khác là ai tôi cũng nói. Nghe không? Nếu mà tháp môn đạo Phật có sáu pháp môn tu, nếu mà anh thờ sai là của người khác, không phải của đạo Phật. Mà có đạo gì á là tự biết, anh tu mấy người tu tự biết cái pháp môn mình tu. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, có một số Phật tử Thiền Tông lấy bài kệ của Phật, của Tổ chỉnh sửa lại nội dung và đem chia sẻ cho người khác để tạo công đức. Vậy việc làm của họ có được công đức trong sáng không ạ? À? Có, nhưng mà đảo lợi đức công chứ còn không công đức. Đảo là anh đảo người ta là anh đức anh bị công, anh công anh đi đâu anh đi. Nhân quả mà, thế giới nhân quả này không có sẽ sửa người ta được. Một vị toàn năng toàn giác dạy mà anh còn đi sửa lại sao? Thấy không? Bây giờ suy nghĩ đi. Người ta đầu tiên ta viết chữ Việt Nam mình là 1, 2, 3, 4, giờ con để là 2, 2, 1, 4, 5. Con đảo là sao? Rối loạn con bị cái nhân quả liền. Công đức thành đức công nó quẹo đi đâu đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy, tự tánh nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng? Xin thầy giải thích cho con rõ ạ. Con lập cho rõ nè. Dạ, trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy, tự tánh nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng? Tự tánh sao? Tự tánh nếu mê. Tự tánh nếu mê.
Tự tánh nếu mê, phải không? À, rồi sao nữa? Thì phước báo nào có thể cứu đặng? Rồi. Bây giờ bây giờ nói á, mình thí dụ thế giới này cho vậy nè. Con người say rượu còn làm được cái gì không? Con người mà mê rồi không có làm được cái gì trời trần. Mà nếu có làm mới làm tầm bậy. Giống như con người ở thế gian này say rượu đi hết, không thấy đường đi á, làm gì được không? Dám chạy xe còn không dám chạy. Vì thế mà cảnh sát giờ bắt đầu phạt mấy chục triệu. Phải không? Đâu phải dễ đâu. Có nghĩa là mình làm cái gì thì phải trong sáng. Đức Phật ông dạy là muốn tu theo đạo Phật, sáu pháp môn tu thì anh phải tu cho đúng, hành cho đúng. Đừng, thứ nhất là đừng có lợi dụng. Thứ nhất đừng có lừa người ta. Lừa người ta anh coi chừng, cái hậu quả rất nặng. Đạo Phật cái nhân quả về cái tội lừa rất nặng. Anh mà anh tu mà lừa người ta là làm qua báo đó. Còn anh mà anh tu mà anh lừa người ta mà nếu không làm qua báo thì xuống tầng 18 đó. Không chạy khỏi cái quy luật này đâu. Mình phải hiểu cái thế giới này. Chứ mình đừng có tưởng đâu mình tu mấy chục năm mình giỏi. Giỏi sao mà không dạy người ta chữ giác ngộ đi. Không dạy giải thoát đi. Mà chuyên môn đi cúng không vậy? Rồi câu hỏi tiếp đi. Anh Nguyễn Tiến Đòn ở Bắc Ninh hỏi, pháp rần phát ra thì có giống nhĩ căn viên thông không ạ? Con gì nhĩ căn viên thông? Pháp rần phát ra. Nhĩ căn viên thông là nó khác. Nhĩ căn viên thông là nó thông suốt cái tính nghe của mình. Còn cái pháp trần này nè là nó hiện lên, lúc nào nó cũng hiện lên. Bởi vậy nè, pháp trần á mình thí dụ vậy mới hiểu. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình không niệm nữa mà nó niệm hoài. Còn cái đường về Phật giới mình không còn nhớ, nó vẫn nhớ. Rồi là cái pháp trần. Chữ pháp là tiếng nói, cái trần nó nhỏ nhất, nó lẻm nhẻ hoài. Giống như bởi vì thầy khi tại sao ta tu tịnh độ á, Nam Mô A Di Đà Phật, khi mà ta dứt niệm, tiếng niệm nó vẫn chạy, cái đó là pháp trần niệm á, gọi là pháp trần niệm. Thì bên đây cũng vậy, không nhớ tới đường về Phật giới mà đường về Phật giới vẫn hiện, gọi là pháp trần. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu tiếp theo. Thầy Thích Phước Tiến giải thích hai câu thơ như sau. Bất lập văn tự có nghĩa là đừng bám vào chữ nghĩa, xem kinh điển là một phương tiện như là chiếc bè để qua sông. Và câu giáo ngoại biệt truyền có nghĩa là các tổ không dựa vào kinh điển để dạy cho chúng ta, mà các tổ dùng những kinh nghiệm tu tập giác ngộ của mình để truyền lại cho chúng ta. Vậy viện chủ ở đây giải thích như thế nào về hai câu thơ trên ạ? Bây giờ thầy Phước Phước Tiến là một giảng sư giỏi lắm, mình không thể so sánh với ổng được đâu. Bởi vì ổng là giảng sư mà ổng muốn nói gì nói, trúng trật mình nói. Nhưng mà theo văn học giải thích như thế này nè. Bất là không. Lập ra nè. Văn tự, chữ văn là cái lời, cái viết, chữ tự kêu một câu viết. Bất lập văn tự. Giáo là gì? Lời dạy của Đức Phật. Ngoại biệt truyền là truyền ngoài kinh điển. Thấy không? Có nghĩa là mình giải thích nè. Lời của Đức Phật dạy ngoài kinh điển có nghĩa là sao? Truyền miệng, không truyền bằng kinh sách được. Mà truyền miệng này là truyền bằng cách gì? Giữa Phật và Tổ hiểu cái này thôi. Ta nói cho ông nghe, ông chỉ nghe. Khi nào mà các ông cứ truyền đi, cứ lặp lại lời nói của ta thôi. Nhưng mà khi nào mà nó hiện ra chữ, phải là long nữ lấy ra chữ. Vì thế mà nó có chữ kinh vô tự. Mấy ông tổ cầm quyển kinh này cũng không biết kinh nó nói cái gì, nhưng mà ông biết là ông Phật nói những cái gì thì có ông nhớ hết, có như ông nhớ phân nửa vậy thôi. Có nghĩa là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tánh, kiến tánh thành Phật. Có nghĩa anh muốn thành Phật là anh phải thấy được cái tánh, thấy bằng cái tánh Phật của anh đó. Vì thế mà tất cả những người truyền tiền anh phải kiến tánh, người ta mới truyền cho. Nhưng mà
Đúng là cái nguyên tắc nó vậy, nhưng mà bây hiện giờ ông Phật nói là anh cứ làm được, anh nói được cái ý này và anh nói được 12 câu kệ nói về cái pháp này thì người ta truyền cho anh. Thì cái truyền đó đó, bởi vì tại sao Đức Phật có nói là tuy anh được truyền nhưng mà 100 người chỉ được có 5 người thôi. Nó khó vậy. Cái thời này bây giờ nếu người ta được truyền nhưng mà người ta chưa kiến tánh cũng được chứ không phải không. Thì cố gắng, khi được truyền cố gắng làm sao mà đọc kinh, đọc sách mà làm sao kiến tánh đi. Có nghĩa là chứng ảnh cho cái bằng trước nhưng mà anh đậu sao cũng được, với điều kiện. Còn anh mà lấy cái bằng đi rồi anh đi làm này vậy là coi chừng cái nhân quả anh, coi chừng cái chỗ đó. Thấy không? Còn vấn đề mà thầy Phước Tiến thì nói đúng đó. Ông có nói một câu nè, tại ông Thích Ca dở quá, không đưa vợ cho ổng, giao cho bà Long Nữ. Chứ cái này là của ổng á, cái giáo ngoại biệt truyền là giao cho ổng á. Mà tại ông Thích Ca không biết sao giao cho bà Long Nữ. Trước khi ổng nói rất nhiều cái này. Vì thế mà rất nhiều hiện giờ, tôi mới vừa nói tuần rồi, tôi nói tất cả những người mà muốn biết nói cái gì Thiền Tông này phải nói trước 2006. Nói đúng thì đúng, còn sau 2006 thì thôi, ăn cắp của người ta tôi làm thinh đi. Nó nếu mà giỏi thì 2006, còn nếu mà giỏi nữa thì chùa nè, chùa chuyên dạy giải thoát ghi vô vậy đó, khỏi cần Thiền Tông vậy đó. Chùa tôi chuyên dạy giải thoát, gan để câu đó đi, cho hỏi tự do, gan cái đó đi nha. Thì mới là người tu Thiền Tông chân chánh, còn bằng không copy người ta, ăn cắp của người ta thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, Lục Tổ Huệ Năng dạy, khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi, một đống xương hôi thối, lấy gì làm công phu? Xin bác giải thích cho con 4 câu trên ạ. Cái câu này á, là Lục Tổ chửi mấy cái ông ngồi thiền. Ông ngồi thiền được cái gì? Nếu anh ông ngồi thiền thành Phật thì Phật ở đâu? Nếu mà ông là ngồi thiền thành Phật mà khi ông ngồi Phật còn ông nằm là ai? Ông chửi cho mấy người cái ông ngồi thiền chứ không có gì rồi. À, rồi ông chết anh cũng nằm một đống, ông có biết cái gì không? Chửi mấy ông nó thì chửi mấy ông ngồi thiền chứ không gì. Nhưng mà Lục Tổ mới được quyền chửi, mình không dám nói. Mình chỉ phân tích thôi, chứ không có dám chửi ai hết, không dám chê ai hết. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo của một Phật tử ở Bình Phước hỏi, bàn thờ gia tiên trong nhà, loài cô hồn, ngạ quỷ và loài thần có vào ngữ không ạ? Bây giờ chú không có nói là được hay không, mà chú thí dụ vậy nè. Con ở trong nhà con dọn cơm ra cái bàn ở trước trong cái nhà, thấy không? Không ai ăn hết, rồi mấy đứa nhỏ đi lang thang ngoài nó thấy một cái này để lâu không ai ăn thì nó nhào vô nó ăn. Còn nếu cái bàn này có người ăn á thì mấy cái cô hồn nó không dám vô, mấy nhóc con nó không dám vô. Mình cúng cơm nó cũng vậy. Nếu ông bà mình, nên nhớ là ông bà mình làm cô hồn cũng không được quyền vô. Ông bà mình chỉ duy nhất ăn được cái này là sao? Là ở mồ mả tới giờ ăn cơm chạy vô ăn rồi chạy ra, được quyền cái này thôi. Đã vô kiếp cô hồn rồi, nó phải đi theo cái quy luật luân hồi. Cô hồn nói sao? Nó có 4 đẳng cấp chứ không phải nhỏ đâu. Cô hồn chúa, cô hồn chúa quốc gia, cô hồn dùng và cô hồn lang thang. Nhưng mà cô hồn lang thang nó chia rất nhiều, nghe không? Bây giờ cô suy nghĩ bây giờ này, giữa bàn thờ gia đình mình đó, mình thờ thì đúng đó. Nếu mà cha mẹ mình còn, ông bà mình còn ở ngoài mồ mả thì mình cúng ông ăn. Còn mà không ở đây cúng là sao? Thì ở ngoài nó nhậu vô ông ăn, ai biết đâu. Dương gian âm phủ giống nhau. Tất cả những gì nhà cửa mình cứ mời mấy đứa nít nó chạy vô, mày vô đây ta cho kẹo ăn rồi ngày nào cũng vô. Còn mình không cho cái gì rồi sao? Không, nó vô nó chán nó đi ra. Cái cúng này nó quan trọng chứ không phải không. Cúng đúng và cúng sai. Cúng đúng khi nào cha mẹ ông bà còn mồ mả thì cúng. Làm cô hồn không được. Làm cô hồn
ông bà cha mẹ không được quyền vô gia đình được, phải không? Là vì thần thực thi nhân quả mà, mày đang làm lục hồn không có vô được, trừ trường hợp là mày ở trong gia đình chạy ra chạy vô thì được. Đó, mình phải hiểu cái này. Còn nói về cúng đúng sai, nếu ông bà mình làm ở mồ mả cúng là đúng, ông bà mình đã giảng sanh hoặc là đi chỗ khác rồi thì cúng sai. Mình cúng là mình cúng cho cô hồn. Phải phân tích này. Nếu đúng, nếu nói sai cũng không sai. Nếu mà cha mẹ ông bà tôi còn mồ mả sao sai. Còn nếu mà ông bà tôi không có là sai, là cúng cho cô hồn. Mà cúng cái này cũng phước. Mình cúng cho cô hồn ăn thì cúng, thì cô hồn luôn cảm ơn mình thì cũng có phước. Thì muốn làm sao? Cái này không giải thích rõ ràng mà tao chỉ phân tích thôi. Cúng này có sai, có đúng, có phước và không phước. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, pháp trần phát ra thì có mâu thuẫn với câu ai mà lấy hình tướng âm thanh để tu, kẻ ấy theo ma. Có phải không ạ? Trong kinh Kim Cang đó nói là ai lấy sắc cầu ta, lấy tướng cầu ta, người ấy hành đạo tà. Còn cái này á, tôi lặp lại cái tiếng nói thôi, chứ làm sao tôi có cầu ai đâu. Tôi lặp để cho tiếng nói này nó biến thành pháp trần, để dẫn tôi về Phật giới, an toàn về Phật giới. Đâu phải cầu. Cái kinh Kim Cang là cầu, là tà. Còn cái này là tôi muốn, ở trên trái đất này, làm bất cứ gì cũng ham muốn hết. Thành Phật cũng ham muốn, chứ không ham muốn sao tôi tạo công đức. Công đức tôi phải tạo, nhưng mà đều có cái tạo sai, tạo đúng thôi. Chứ có nghĩa là trái đất này làm cái gì cũng bị nhân quả hết. Thành Phật cũng bị nhân quả luôn. Nếu không ham muốn thì sao, không ham muốn sao có cái, ham muốn là cái nhân, thành Phật là cái quả. Vì thế mà tôi ham muốn thành Phật thì cái quả tôi là Phật. Ham muốn thành tiên, cái quả tôi là tiên. Ham muốn thành thần, cái quả tôi là thần. Cái gì nó cũng phải có nhân quả hết. Bởi vậy đầu tiên không dám nói là tu Phật bị nhân quả. Không dám nói câu này. Nói này nó hoang mang. Khi mà Thiền Tông nó nói tới chín mùi rồi, nó nói anh tu Phật cũng bị nhân quả. Người nào nghe nói hết hồn liền á, chết rồi, vậy làm sao khỏi bị nhân quả. Phải không? Nhưng mà nhân quả, bây giờ tôi muốn thành Phật, tôi phải ham muốn. Ham muốn tôi tạo công đức tôi mới thành Phật. Chứ ham muốn mình ngồi không làm gì hết rồi sao thành Phật. Nó khi nào đi sâu vào ta mới giải thích về những cái chuyện này cho nghe. Chứ ban đầu nói anh coi chừng anh tu mà anh thành Phật anh bị nhân quả. Không ai giải thích, họ không tưởng ủa tại sao tu Phật mà còn bị nhân quả. Anh không ham muốn sao thành Phật được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Pháp trần phát ra từ đâu, hành ấm hay chân tâm ạ? Tất cả ở trong cái bài Bát Phật này, bây giờ nó từ văn minh rồi mình mới nói cái chuyện này. Mình nói được cái chuyện pháp trần. Trong kinh có nói là tướng nước khi đã phóng lên, lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn. Tất cả tiếng nói thấy nghe nói biết đều ở trong cái thanh tịnh của tánh Phật. Nó phát ra. Mà nó phát ra nhỏ gọi là pháp trần, phát ra to gọi là phàm trần, phát ra chửi gọi là tục trần. Pháp nó tùy theo cái chữ trần là nhỏ mà nó phát ra cái gì, nó hình thể cái đó. Chứ không có cái này thì không được. Mà tất cả, bởi vì tất cả tứ đại ở trong nguồn chảy ra. Tất cả là trong cái tánh Phật đi ra hết. Thấy nghe nó biết từ trong tánh Phật đi ra. Thấy không? Rồi đi ra rồi con nói hết rồi nó phải trở về tánh Phật đi đầu. Cái câu này á, nếu mà người mà nghiên cứu đạo Phật sơ sơ họ không hiểu liền, họ chửi liền. Bây giờ thí dụ, bây giờ nói ra thí dụ bất cứ ai ngồi đây nói thì nó ra nghe rồi thôi. Nếu mà có điện từ nó đẩy đi xa, không có thì nó trở lại chứ đâu. Dầu xa dầu gần nó cũng phải trở về trong cái thân tứ đại này. Mà thân tứ đại mà ai ngồi trong đó, ông chủ là tánh Phật. Tánh người là phụ họa để đưa móc đưa méo đi. Thấy tánh Phật thấy thanh tịnh
mà không chịu thấy cái này mê cái này mê, ham cái kia thì nó lại sai, nó theo quy luật vật lý rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, con được biết có một số vị hòa thượng ni sư lớn tuổi đang làm trụ trì những ngôi chùa vật lý, đến lúc lớn tuổi mang thân bệnh nặng, đệ tử và Phật tử vì quý kính và thương thầy của mình nên có ý muốn cúng dường tuổi thọ cho vị thầy ấy được sống lâu khỏe mạnh để dìu dắt họ trên con đường tu học. Vậy cho con hỏi, vị thầy ấy có nhận được thêm tuổi thọ không ạ? Và giờ nói hỏi đây. Và ở thế giới vật lý này, tuổi thọ có mình có thể ban tặng hay chuyển cho người khác được không? Thế giới vật lý này nè, người ta cầu cái này cầu kia là gì? Mục đích cái cầu là gì? Là mục đích tôi cầu anh cho đưa tiền tôi chứ vậy thôi, chứ có thằng cha nào mà cầu đừng đưa tiền không? Tất cả trong thế gian này đằng sau việc làm là tiền, không có nào khác hết. Không tiền thì cũng danh, có vậy thôi. Đã thế giới ấn định rồi, mình đến đây, đời này đến đây 50, 70, 100 tuổi là do ấn định cái nghiệp, ông thần thực thi nhân quả, vậy thôi. Cầu cái gì? Nếu cầu được thì ông Phật hồi đó là gia đình ổng bị đứa cháu giết, họ sợ không cầu đi. Ổng có thần thông, ổng chỉ cần ra một chiêu là mấy đứa cháu chạy hết á. Mà ổng có dám làm không? Dám đem cái thần thông mà sử dụng thế giới vật lý này không? Lúc hoặc ổng chết luôn á. Phật cũng bị chứ không phải đây. Phật là cũng mang có tứ thân tứ đại chứ không Phật, chứ không phải mang thần thánh gì đâu. Phải không? Bởi vì ổng dạy nhân quả, nếu mà ổng đưa cái thần thông của 18 A-la-hán ra ổng sử dụng là ổng nói xin lỗi, không thành Phật luôn, nó quay ổng lại tại chỗ luôn. Giống như là nếu như tổng thống đi thì có xe hụ nó lé ông, chứ còn ông đi mà không có xe hụ nó cũng cán nát thầy ông luôn. Đó, mình phải hiểu cái quy luật này, thế giới này nó vậy. Anh khống chế được cái quy, ông khống chế được cái nhân quả thì anh mới làm được, có nghĩa là có cái lực, có cái phước anh khống chế được nhân quả. Còn anh không có phước anh đừng có mong khống chế nhân quả được. Không, phước là sao? Nhân quả đi từ điểm A qua điểm B đi bộ là 10 phút. Còn anh có phước nha, xe hơi có 1 phút, máy bay có mấy giây thôi. Nó là do cái phước của mỗi người. Thế giới này nhân quả và biết cách sử dụng nhân quả, chứ không có nào thoát ra được cái quy luật này. Anh có phước anh đi khác, anh không phước anh đi khác. Đó, mình phải hiểu cái này, chứ đừng có tưởng rằng mình làm tôi là làm lớn rồi tôi được này, lớn cỡ nào nhân quả nó cũng quật anh hết. Làm lớn anh có phước thì anh có người ta đưa rước anh, bảo vệ anh. Còn anh không có phước, anh đi mình solo mình băng qua đường xe cũng đụng anh tát, chứ đâu phải đụng anh văng tròn đụng chết luôn á. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, Đức Phật nhập Niết Bàn trong tư thế nằm nghiêng bên phải. Vậy tư thế đó có nói lên được điều gì không ạ? Làm cái gì cũng phải, xuyên mình nó làm cái gì phải đúng. Làm người phải trí tuệ và làm việc phải. Đừng có, nếu mà nằm bên trái nên làm trái. Vì thế cái ngồi thiền cũng vậy. Ngồi thiền muốn thành công, chân phải đè chân trái, tay phải đè tay trái. Đó là cái thuật của thủ ấn. Mấy không? Có nhiều người họ vẽ cái hình ngồi thiền chân trái đè chân phải là ông đó chết. Nó phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này, cái phải trên, cái dưới, trái ở dưới, có vậy là mới đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, ngài Đại Mai Pháp Thường Ngộ Đạo thốt lên câu tức tâm tức Phật, xin bác giải thích cho con câu này ạ. Ngộ gì đâu ngộ đạo. cái đó mấy ông vật lý nói là ông nghe ông lại ông lặp lại thôi. Ngộ đạo gì có nghĩa là mấy ông như lấy cái tâm mình là Phật, ông nói vậy ông biết vậy thôi, chứ không biết cái Phật là cái gì. Vì thế mà ngày xưa mấy tên nó dùng nói chữ tâm là Phật không đúng, tâm để tìm sao Phật. Vì thế mà Thiền Tông ra đời mới chuẩn được cái chữ tâm này thôi. Thiền Tông không ra đời, chữ tâm hoàn toàn không chỉnh được. Và đồng thời
không có hiểu là mình tu đạo Phật mà tu cái gì. Nên nhớ rằng đệ tử Phật mà không biết Phật là ai, đệ tử Phật dạy tu không biết dạy tu cái gì, mà đến đời, bởi vì tại nó sao nó mới chia ra cái ba thời kỳ. Thời kỳ thượng pháp có nghĩa là lúc đạo Phật nói nó còn có giá trị đến 1000 năm, trung pháp từ 1001 năm đến 2000 năm, mạt pháp từ 2001 đến 3000 năm. Nhưng mà tới cái qua cái thời kỳ mạt pháp này nó chia ra làm 6 thời kỳ: mạt pháp, mạt thượng, mạt trung, mạt hạ, mạt mạt và mạt hạ mạt. Nó chia theo quy cừu này. Vì thế mà cái quyển Quyền Ký nó phải đi, phải xuất bản ra, công bố ra cái thời mạt thượng, kèm theo đó cái quyển Giáo Lý nó phải kèm theo. Nhưng mà ông Phật có dặn một câu thế này: cái quyển Giáo Lý này nó không thể phổ biến cái thời, cái loài người mà ham vật chất được. Vì thế mà các nơi ham vật chất hoàn toàn bác cái Giáo Lý này. Nó mình phải hiểu cái thế giới này mà không nói nhiều. Mà cái Giáo Lý này nó sẽ phát là mục đích nó đưa cho ai, tôi không nói, vì trong cái đó không cho nói ra. Không phải là đưa người bình thường như mình đâu. Đừng có người đưa người bình thường đưa vô Giáo Lý nó quật chết liền. Tất cả người bình thường mà cấm được cái Giáo Lý 24 tiếng hồ chết. Tôi đừng có tưởng, đừng có ham. Mà cái quyển Giáo Lý này nó có mục đích giao cho người nào, trong quyển Giáo Lý nó sẽ dạy. Chứ đừng có tôi ai nghe Giáo Lý nhào vô xin, tôi đưa 5 phút sau anh chết liền ạ. Thấy không? Đây là mà nói bằng khoa học chứ không phải nói thiệt. Không phải ai viết, nhưng mà anh chỉ cần đọc một cái thôi. Anh cầm 5 phút anh chỉ đọc cho người thứ hai nghe là anh bị chết rồi, nó giết anh liền. Đó, vì thế mà vừa rồi tôi mới khóa cái vấn đề cái Giáo Lý. Tôi nói vậy á, trong 3 năm thôi, ai không được thôi dẹp, không có nhắc tới chuyện này. Mà người tay ngang mà nói cái này thì chết ráng chịu, tôi không biết. Tôi chỉ nói có bổn phận tôi nói ra thôi. Chứ đừng có nghe đấy, cái Quyền Ký 60% mà tôi mà còn chớ giới. Chửi tôi muốn nát. Tôi mà không tuân thủ luật pháp là nó giết tôi, cái công bố cái Quyền Ký này rồi. Nhờ đúng luật pháp, nhờ luật pháp bảo vệ tôi, chứ không có luật pháp bảo vệ tôi bảo đảm nó giết tôi liền. Thì còn cái Giáo Lý thôi đừng có mơ, mình làm dân đừng có mơ, về Phật giới đủ rồi. Nghe không? Còn cái này nó ở lại cho thế gian này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Ở bên Phật giới, nếu chư Phật và tánh Phật lúc nào cũng hằng pháp, tức luôn phát ra tiếng, thì tại sao Phật giới vẫn thanh tịnh được ạ? Bây giờ cái thế giới Phật giới là Phật giới thanh tịnh, chứ nói ông Phật thanh tịnh đâu. Có nghĩa là bên đây mình làm việc bằng cái đối đãi của âm dương, nó không thanh tịnh, lúc nào nó mới ào. Còn bên Phật giới, bên đây mình làm việc âm dương giống như mình ở trong cái nhà máy. Cái nhà máy không khi nào nó không ồn được, trong thành phố không khi nào ồn. Mà cái Phật giới nó nằm ngoài đấu đải, vì thế mà nó thanh tịnh. Anh làm cái gì cũng không ồn, giống như ở nông thôn. Giờ anh có nói gì nói, anh ở của mình lên nè, có ai ghét anh đâu. Anh muốn la, anh muốn làm gì làm, chứ mình ở chung với người khác không được. Vì thế mà trong thanh tịnh có nghĩa là giống như mình ở Sài Gòn ồn, ở nhà quê nó thanh tịnh. Người ta nói nhà quê thanh tịnh vậy. Thì trong này nó thanh tịnh mà có mình nữa rồi có ai gãi, ai cãi lộn mình. Mà ai cũng như vậy rồi sao?
Còn bên kia, bên thế giới này gọi là chấp ngã rồi đủ chuyện hết, thì mới có chuyện cãi cọ. Chứ còn mà tất cả những người ai cũng thanh tịnh, dù có nói gì ta cũng trong thanh tịnh, rồi ai cãi với ai. À, hơn nữa là cái Phật giới là một cực, dược một cực thôi. Còn bên đây là lưỡng cực, hai thứ đụng. Cũng giống như cái búa mà đánh ở trong không gian không kêu, mà đánh vô cái trống hay cái bức tường nó kêu. Nó có cái cản mà, cái vật lý nó phải vậy. Mình phải hiểu vậy mình mới hiểu cái đạo Phật Thiền Tông này. Đạo Phật, sở dĩ Đức Phật dạy năm pháp môn đầu có chứng có đắc để chi? Để đi khoe. Vì cái ngã ta mà ta tu ta được cái này, ta tu được cái kia thì mới được. Rồi được rồi á, nếu được thì rất tốt, nhưng mà cái được rồi đi lừa người ta, ta là thánh rồi đó, tụi bay cúng tao đi, có phước lắm. Rồi sao đây? Chết là chết cái vụ này, chết cúng cho có phước. Ông không hiểu, ông không hiểu cái phước là cái gì mà cái ác là cái gì. Chính ông lấy người tiền người ta mà ông không bố thí pháp, ông là ác đó. Nào, nên nhớ tại sao ngày xưa Đức Phật phải đi khất thực. Người ta bố thí ông một chén cơm, ông ngồi ông mới nói lại, ông giải. Để chi? Để cho môn đồ sau bắt chước ông mà thực hiện. Nhưng mà môn đồ đời mạt pháp không thực hiện này, lấy đồ đi, lấy tiền đi. Không lấy cơm mà lấy tiền. Khất thực đi, ta khất thực là đi ăn xin cơm. Mà cái này mình khất tiền chứ không phải khất thực. Khất tiền đi xin tiền. Rồi nó tương đương với ai đây? Nó khổ vậy làm sao mà giờ nói không dám nói thiệt. Thấy không? Bởi vì thầy Đức Phật mới chia ra ba cái thời kỳ. Đến cái thời kỳ mạt pháp nó sai hoàn toàn. Tôi hỏi vậy cho tất cả những cái người mà tu thế giới luôn, tu đạo Phật là đạo giải thoát, ai dạy hai chữ này không? Hoàn toàn không có. Đó mình suy nghĩ rồi sao đây? Vì thế mà ông Phật bảo truyền cái quyển giáo lý và cái quyển quyền ký đi để công bố người ta biết lợi. Nhưng mà con phải công bố 60% trước coi nó phản ứng như thế nào. Nó phản ứng quá thì thôi 40% con giấu đi, chứ còn nói 40% nữa là rồi nó trảm con liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Hoa tiêu có màu vàng sáng ánh rất trong, vậy hoa tiêu có làm cho mình bị chói mắt không ạ? Không, tôi đã sáng, đã là cái nó thuộc về điện từ quang, làm sao sáng. Bây giờ con suy nghĩ nè, con ở trong cái bóng tối mà ra, con ra ánh sáng, con ánh sáng có làm cho chói mắt con không? Thấy không? Trong rãng con sáng là con thấy đường con đi, còn bóng tối là không thấy đường, ngồi mò rồi sao? Làm sao chói được? Ánh sáng gọi là, ta gọi là ánh sáng ban ngày, thì hoàn toàn không làm bất cứ gì hết, mà để trợ giúp cho mình biết tất cả những gì mà mình muốn biết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Cách thờ Phật đúng chuẩn của xá pháp môn, Đức Phật đều để tay thủ ấn chuyển pháp luân. Sao Đức Phật chỉ thủ ấn một kiểu cho tất cả các pháp môn ạ? À? Bây giờ á, chuyển pháp luân mà phải hiểu là chuyển là cái luân chuyển cái pháp này. Con phải bắt cái ấn này, là cái ấn này nó phát ra cái điện từ âm dương, gọi là âm dương. Giống như thế gian người ta dùng cái dynamo, nó quay để nó phát âm dương, nó phát ra điện. Nó không quay làm sao đấy. Còn ông Phật ông dạy cái sáu pháp môn mà không có chuyển pháp luân thì hoàn toàn đứng lại liền. Nó đâu có như ông dạy chơi cho nó vui thôi. Giống như mình ở đây, mình nói mà mình không có cái có cái hệ thống mà nó tải điện đi cho khắp thế giới á, thì mình nói nó mất. Còn bây giờ khi mà nó tải được rồi đó, bây giờ nè, nếu mà nó chuyển được cái âm dương này thì dầu tiếng nói này 1000 năm sau vẫn còn. Nên nhớ vậy. Vì thế mà tiếng nói của Đức Phật nói có giá trị tới 3000 năm. Ông nói ở gốc Bồ Đề ở bên Ấn Độ, chứ sự thật nó đi 3000 năm ở trong không gian này hoài. Đó là gọi là chuyển pháp luân. Vì thế mà pháp nào ông Phật phải là
dạy, ông dạy thì phải có phụ tá. Giống như tôi ở đây tôi nói phải có hai phụ tá. Chứ nếu mà tôi nói mà không có hai phụ tá thì tôi không nói được. Nói chút xíu mệt. Đức Phật vậy, ông dạy đạo bất cứ đạo nào cũng phải có phụ tá. Hai ông Phật kế bên. Duyên Đức Phật ai vậy là một phụ, một Đức Phật và hai Bồ Tát. Đó mình phải hiểu cái thế giới dân lý này. Chứ bây giờ tất cả người ta nói là Đức Phật chuyển pháp luân, ông vẽ cái vòng tròn quay. Hỏi chứ chuyển cái gì không biết. Đó bây giờ, bởi vì ông nói cái kinh tiểu thừa cũng vậy, ông nói từ đó nhưng mà bây giờ tại sao chùa Tân Triệu công bố ra được? Nhờ nó quay bây giờ tôi mới bắt ra được, tôi mới nói ra. Chứ nếu mà ông không có chuyển pháp luân giờ biết được đâu bắt. Giống như bây giờ mình nói ở đây, mà nếu mà không có luân chuyển của cái điện á thì người ở bên châu Âu sao họ bắt được, phải không? Thành ra phải có cái chuyển này thì người ta mới bắt được. Người châu Âu, châu Mỹ, châu Á người ta bắt được, gọi là chuyển pháp luân. Vì thế mà sáu cái pháp Đức Phật dạy, pháp nào cũng phải có chuyển pháp luân hết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, nếu cả sáu pháp môn mà không thờ Phật theo phong cách đúng chuẩn như ngày 5 tháng 1 vừa rồi chùa công bố thì người tu theo có thành công được không ạ? Con lặp lại rồi, lặp cho rõ lại. Dạ, nếu cả sáu pháp môn mà không thờ Phật theo phong cách đúng chuẩn như ngày 5 tháng 1 vừa rồi chùa công bố thì người tu theo có thành công được không ạ? Bây giờ cái sáu pháp môn tu mà công bố ra đây là anh muốn tu để rồi anh nương theo cái đó anh tu. Còn anh tu thiền tông không cần. Anh muốn giải thoát anh học công thức anh ra thôi. Giống như bây giờ đó, con làm có tiền mà con đi du lịch châu Âu đi. Con biết con cứ ra mua vé con đi. Ra công ty con mua vé đi. Còn nếu con không biết thì con phải nhờ cò. Anh làm ơn, anh đi tới đó anh mua tôi. Thì tất cả những người tu là ông cò đó. Mình hiểu cái nguyên tắc này. Những người mà dạy mình tu là mấy ông cò đó. Mà mình nói sao? Nó là thầy. Chứ sự thật ổng là cò, không có gì lạ đó. Không có ổng là mình không có tu được. Thì mình phải gọi ổng bằng thầy. Nhưng mà có một điều là thầy thì phải ra thầy, đừng có lừa trò. Nhớ là thầy đừng lừa trò. Giờ thầy dạy tôi cái gì thì dạy cho đúng. Tôi cúng dường cảm ơn giống như trả lương ổng vậy thôi. Còn nếu mà ông cái chuyện này có một đồng mà anh đòi tôi một triệu, ông lừa tôi đó. Đâu có xứng đáng gì. Ông Phật nói một bài kinh rất dài mà ông chỉ lấy được có một chén cơm thôi, không lấy tiền. Còn mình không có nói được tiếng nào hết mà lấy mấy chục triệu rồi sao đây? Rồi mình suy nghĩ đi. Thời này Đức Phật ra đời để mà chuẩn hóa cái thiền tông này, ra đời để chuẩn hóa đạo Phật lại, nó đâu có đúng đâu, nó có sai đâu. Nhưng mà có nhiều người chửi đó, tôi lấy tư cách về tôi chuẩn hóa. Tôi nói tôi không có chuẩn hóa mà bà Thảo biểu tôi viết cái này ra đọc cho mấy người nghe thôi. Tôi không có chuẩn hóa. Bà Thảo giận ai tôi biết, nhưng mà bà giao tôi con phải viết cái này ra đọc cho người ta nghe, người ta họ thắc mắc con trả lời cho người ta nghe thôi. Tôi cũng không phải thầy bà vậy trời, cũng không có chuẩn quá vậy đó. Nhưng ông Phật bảo làm, bảo bà Đức Thảo làm, bà Đức Thảo già là không nổi, giao lại tôi làm vậy thôi. Chứ hoàn toàn không có, tôi không phải là thầy, mà không có phải là ông tu nữa, mà con người bình thường thôi. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới hiểu cái đạo Phật. Thấy không? Đạo Phật bây giờ tại sao mà sáu pháp môn tu phải công bố ra? Vì tới cái thời này nó đã chuẩn bị, nó chấm dứt rồi. Chấm dứt làm sao tôi không biết, cái mạng tôi hay là cái gì tôi không biết. Nhưng mà tôi phải nói hết ra này để gì? Nó còn một số bí mật tôi chưa nói thôi. Số bí mật này tôi chưa nói là để làm cái gì? Để đối phó lại với mấy cái ông thầy ăn cắp. Vừa rồi có ông thầy nào ăn cắp á, tôi nói mà ông nói trước 2006 rồi đúng, ông nói sao là ông ăn cắp của tôi nói thẳng luôn vô mặt luôn đó. Nếu ông giỏi tại sao hồi trước 10 năm trước ông nói đi, đợi bây giờ á
Rồi bây giờ ông mới nói, ông khoe của ông. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, trong quyển Huyền Ký thầy có ghi là loài địa ngục làm thức ăn cho các loài khác. Những loài khác là loài nào thưa thầy? Thầy nói là địa ngục làm thức ăn là loài khác. Trong cái quyển Huyền Ký mới có ghi. Bây giờ nè, có nói này nè, đầu tiên á là người ăn thải cho súc sanh ăn. Súc sanh ăn thải, các loài này thải cho địa ngục ăn. Chứ không phải địa ngục thải ra. Địa ngục là sau cùng. Là sao? Là địa ngục á, nó thấy cái mùi gì, nó đâu có thấy đường đâu. Nó nghe mùi là nó ăn thôi. Nó ăn bằng mùi mà. Của người và của súc sanh nó có không phân biệt của ai được. Nó thấy, nó nghe là nó ăn thôi. Có vậy thôi. Giống như mình đói á, gạo 10.000 cũng ăn mà gạo 5.000 cũng ăn. Có vậy thôi. Đã mình đói rồi mà. Chứ địa ngục đâu có thải gì đâu cho mình ăn. Rồi hỏi tiếp đi. Lời dặn dò công thức đường trở về Phật giới thì có còn bổ sung thêm gì trong tương lai nữa không ạ? Con lặp lại coi. Lời dặn dò công thức đường trở về Phật giới thì có còn bổ sung thêm gì trong tương lai nữa không ạ? À, không bổ sung, mà bây giờ cái sau cùng nó là cái pháp trần thôi, nhiều đó thôi. Sau cùng là cái pháp trần đó. Bữa hổm thì nói đúng ra cô Liên á, cô hỏi tôi không nghe rõ. Cô hỏi chứ cái mà lần thứ nhất qua tiêu mà biết rồi á, rồi sao nữa? Bây giờ qua tiêu mà mình biết rồi đó, phát hiện nó rồi, từ giờ nó biết được cái thằng khác nhào đâu. À, mình biết nữa thì vậy, ba lần thôi. Nó cũng vậy thôi, cũng như đi qua ba cái trạm đầu xét vé nó được, nó thấy được rồi cho đi qua. Thì thằng hai nó cũng vậy thôi, thằng ba nó cũng vậy thôi. À, vì thế mà cái mà bữa hổm cô Liên có hỏi thì cũng hay là vậy là không có hiểu được cái thứ nhất nó như thế nào mà mình rồi đi qua cái thứ hai thứ gì. Tại tôi nghe không có rõ, thầy là tôi mới nói nó biết giả rồi thì nó biến thì thằng khác nhào ra, nó cũng vậy thôi. Ba lần thì mình đi qua, mà đi qua thì tôi mới nói nè, tất cả những cái hình ảnh ba lần đầu hoàn toàn ở trước mặt mình nó hiện, hoặc là bên phải, bên trái, bên sau luôn. Nhưng mà đặc biệt cái lần thứ tư qua tiêu nó không xuất hiện ở trước, ở sau, mà ở trên đó. Trên là gì? Nó bên ngoài. Nó mình phải để ý cái lần thứ tư qua tiêu trên đỉnh của mình đó. Trên cao, mình nói trên cao cho nó dễ, chứ sự thật nó ngoài sức hút. Nó xuất hiện là đúng. Đó, mình chỉ phân biệt cái này. Chứ ngày xưa cũng không dám nói cái này. Thì bây giờ nói là thứ nhất là thứ nhất qua tiêu trước sau phải ấy đúng sai hết, qua tiêu trên đúng. Rồi thứ hai nữa, pháp trần nó hiện ra, nó xóa tan tất cả những thần thánh gia đình mất hết. Đó là giờ là đúng. Nó có vậy thôi. Giờ mình tu thiền tông thì phải hiểu cái nguyên tắc của nó thì mới hiểu tu thiền tông được. Còn mình không hiểu thì hoàn toàn mình tu mù. Rồi câu hỏi tiếp đi. Nếu người học thuộc lời dặn dò về Phật giới cả ba trường hợp, vậy có khi nào công đức và phước đức bằng nhau mà chung ấm thân lại nhầm trường hợp công đức ít, phước đức và ác đức nhiều không ạ? À? Bây giờ mình nói phước đức, ác đức, công đức mình không hiểu đâu. Ông thần, bởi vì thấy trong cái trung ấm thân nó có gì trong đó. Ông nhìn, ông thấy, ông biết. Mình cũng không biết đâu. Giống như trong túi mình có tiền mình không biết đâu. Phải đem ra đếm mới biết. Còn kia đó, mình vô bao nhiêu, ra bao nhiêu, ông biết hết. Thì bởi vì thần quản lý mà. Thần theo dõi, quản lý và thực thi nhân quả. Thần có nhiệm vụ này.
người ta chuyên môn cái nghề đó mà người ta đâu có sót cái gì đâu. Ông thần quản lý rồi thì đừng có mong, đừng có cãi ổng cái gì hết đó. Nhưng mà khi mình có công đức được quyền cãi lộn ổng, còn không có công đức thôi đừng có cãi, có thấy đường đâu cãi. Rồi con hỏi tiếp đi. Ông con năm nay đã 90 tuổi, ông con là người rất khoa học và trí tuệ, vậy con có nên giúp ông con biết về thiền tông không? Con có thể hỏi ông là con tạo công đức giúp cho ông của con được không ạ? Cái này mình phải tế nhị, mình có thể có, ông có thích không? Cái này nên nhớ rằng mình giúp người ta đừng có khi nào mình ép người ta. Thứ nhất mấy người lớn tuổi và cái người có kiến chấp đừng khi nào mà nói cho người ta nghe cái chuyện này. Tất cả những người kiến chấp đừng khi nào nói. Vừa nói một tiếng thì nó cãi lời rồi. Bởi vì một người bình thường hiểu thiền tông có khi nào lại nói ông hòa thượng không nghe không? Ta là hòa thượng, ta còn chưa biết mày, thôi đi chỗ khác đi. Bao nhiêu đó là mình cũng phải sợ rồi. Phải không? Vì thế mà ông Phật á, tại sao bắt một cái con người bình thường công bố này ra? Để chi? Công bố này ra để con người bình thường nghe thôi. Còn cái con người mà tu cao không, họ chê liền. Ông Phật, ta là Phật nói nó còn chê nữa. Thử coi để chi? Gạn lọc tất cả những người nào mà thấy thực tế khoa học thì theo. Vì thế mà thiền tông triệt để không cho mấy ông tu luôn á. Không phải nhỏ đâu. Anh muốn tu, bởi vì tôi nói khi muốn tu anh phải xóa được cái hình thức tu của ông đi rồi mới tu được cái này. Nó mình phải hiểu thế này. Ông Phật ông có hiểu lắm chứ, nhưng mà sao bây giờ? Cái này á, nếu mà trường hợp mà do một vị mà tu sĩ cao công bố ra rất đông người, rồi khúc đó nó làm xáo trộn cái thiền tông này liền. Rồi bắt đầu nó lập phe, lập đảng luôn. Chùa này, chùa kia nó tranh giành nhau, nó thành chiến tranh luôn. Cái này mà nếu một ông mà chuyên môn á, nó trở thành là chiến tranh luôn, chứ không phải nhỏ đâu. Bây giờ cái người thường thôi nè, tôi thấy người thường mà giờ còn muốn chiến tranh á, nó muốn kéo rồi. Thấy không? Mình thấy bình thường vậy đó. Bây cái tánh con người nó vậy, cái tham vọng con người. Nó thành ra ông Phật ổng cũng so đo lắm chứ không biết sao. Ông dám nói là cái giáo lý này, cái thiền tông này chính đời Phật chưa nói được. Thì bây giờ nói sao? Nó bây giờ tu thiền tông phải do tại sao mà cái thiền tông mà phải 206 tới 217 mới công bố ra. Tức nhiều 11 năm mới được công bố ra cái này. Nó phải dài nữa chứ đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo. Giúp người khác giác ngộ là chưa có công đức mà mới chỉ gieo mầm công đức. Vậy chỉ khi giúp họ giải thoát thật sự thì mình mới có công đức hay sao ạ? Hiểu là giống như hiểu thì mình được 1 đồng, giải thoát mình được 1 triệu, có vậy thôi. Giải thoát là cái ông đạo nhân vô tư vô chứng rồi đó. Thấy không? Ông không tu, ông không chứng vậy mà ông về Phật giới là ông giải thoát đó. Ông mà về Phật giới gọi là đạo nhân vô tu vô chứng, giúp được 1 ông thì thôi. Rồi bây giờ có nhiều khi 5-10 người mình giúp người ta rồi người ta về. Giờ thí dụ chẳng hạn với cái ông Hòa ở Long Xuyên, ai giúp? Vô tình người nào giúp người đó được cúng dường 1 đạo nhân vô tu vô chứng. Cái bà ở Hà Nội cũng vậy, 93 tuổi, chính mấy người. Cái người nào mà giúp được người này chính là cúng dường, mà đâu ai biết. Giờ đâu biết người nào giúp bà này, đâu biết bà nào giúp ông kia, phải không? Rồi con hỏi tiếp đi. Con tạo Facebook vô danh chia sẻ thiền tông, con không vì danh hay lợi. Thầy cho con hỏi là con viết diễn đàn đăng lên mạng Facebook cho mọi người ai có duyên đọc và biết đến thiền tông thì có được không ạ? À? Cái phần này không trả lời được. Anh nói là tôi giúp mà tôi không cầu danh cầu lợi chính. Vừa nói ra nó bị rồi. Thấy không? Làm tin. Cứ âm thầm giết đi. Chứ đừng có nói tôi
tôi không tham, tức là bà tham. Anh đi khoe người ta là anh đã có cái mầm tham mới nhảy ra rồi, anh chặt lại đó, giờ mình có chặt được không? Nó mình phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Chính người nào hỏi mà thắc mắc mà nó không đúng thì coi chừng. Tôi á, tôi sợ hỏi thắc mắc với rồi tự mình chấp một cái nó mất uổng. Bây giờ đời này mình làm công đức quá nhiều mà tự mình chấp một chiếc nó bồi liệm rồi mất luôn. Mà tất cả những người nào mà chấp ngày mai chết bây giờ ông thần cũng bồi nữa, chứ đừng có nói chấp là anh phải ở thế giới này, chứ không có chạy đâu khỏi đâu. Thành ra có nhiều người á, tôi bởi vì tôi nói là cố gắng hỏi một cách cho đã rõ ràng là đừng có chấp. Nhớ là đừng có chấp, chấp con kẹt rồi, khúc đó không làm gì được. Chấp một cái ông thần ông biết liền, mà ông sát bên mình chứ đâu. Rồi mình không làm đúng cái quy luật thì rồi uổng cho một đời. Rồi có hỏi tiếp đi. A-la-hán mà Đức Phật chứng được chỉ có 18 thần thông, sao trong chuyện Tây Du Ký của tác giả Ngô Từ Ân viết Tôn Ngộ Không có những 72 thần thông ạ? À? Bây giờ Ngô Thần Thông không nói thôi, chứ làm sao ông Ngô Từ Ân biết cái vụ này. Ngô Thiền Ân cách nay là như 1600 năm. Lúc đó là quyền ký nó đi đầu, giáo lý nó ở đầu. Thì ông nghe nói, ông nói lợi thôi. Ông nói cái câu 72 này là nó có cái nguồn gốc của Lão Tử, gọi là thất thập nhị. Ông dùng cái câu thất thập nhị nhân duyên phá quần sanh giải thoát. Đó mấy ông Tiền ông nói câu đó đó. Vì thế mà Ngô Tiền ông nói là 72 thần thông. Thấy không? Ông nói thần thông này là thần thông của tiên. Còn Lão Phật là A-la-hán thập bát bất động. Trong cái bất động này nó phát ra thần thông mới là mạnh. Vì thế mà thế giới hiện giờ nó kinh nghiệm thế nào. Anh dùng cái viên đạn mà bằng vật chất anh bắn người ta, tôi cho anh bắn bể trên núi thôi, không ăn thua. Mà anh dùng cái điện từ này nè, anh chỉ cần phát ra một cái, nó lên một cường độ á, là 1 triệu độ, đường kính 100 cây số để tính rồi. Nó phải hơn không? Nó phải hơn cái thằng mà vật chất không? Nó là bây giờ mình suy nghĩ nè, trước giải phóng á, đánh giặc ha, Bắc Nam đánh nhau thì nó không có bắn từ viên thôi, mà bây giờ nó ở trên trời nó chụp, nó nhìn thấy vô nào chụp, trời ơi đúng giết ai nó giết tới cái mức đó. Mà tại vì nó không giết thôi, chứ vừa rồi Mỹ mà nó giết cái thằng gì tướng của Iran á, nó đâu có thấy gì đó đâu, nhưng mà nó đâu trên trời vậy. Nó chỉ xuống đi 3-4 chiếc xe, không biết thằng nào nằm ở chỗ nào, vứt chơi 3-4 cái luôn mà có qua thấy nó làm đâu, phải không? Nó khổ. Mà bây giờ mới là gọi là tiền đi vào trong cái chu kỳ gọi là không gian 4.0, nó lên 5.0 rồi. Sau đây 0.0 cái là nó 4.0 gọi là kêu bằng robot á, nó thế 80%. 5.0 nó không cần người, mình ngồi ra mình suy nghĩ thôi, suy nghĩ nó làm cho mình. Rồi sao đây? Ngồi nhà nó chỉ suy nghĩ, nó muốn giết nào nó giết nó. Rồi suy nghĩ không? Tới cái mức đó rồi sao? Rồi ai sống nổi này? Vì thế mà quyền ký phải ra, ông nội ông đọc cho tôi cái này, ông bớt cái tánh người lại đi. Chứ còn nếu mà ông mà không dùng, ông không đọc cái này, ông sử dụng tánh người tối đa là ông chết, tôi cũng chết luôn á. Rồi, hãy tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo. Nếu biết mình sắp mất thân, nhờ trước những người theo thiền tông đến lọt lời dặn dò và kinh điển Phật gia về Phật giới giúp mình khi mình chết thì có được không ạ? Lặp lại. Nếu biết mình sắp mất thân, nhờ những người theo thiền tông đến đọc lời dặn dò và kinh điển Phật gia về Phật giới giúp mình khi mình chết thì có được không ạ? Được. Nhớ điều khi trong sáng, nhớ làm cái gì phải trong sáng. Chứ đừng giờ vô thiền tông đừng có mánh mung gì ở đời.
Vô mảnh môn thì thôi đừng, đừng có vô thiền tông. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con đang làm ăn mua bán, những lúc rảnh con thường hay mở nhỏ máy nghe giải đáp thiền tông, kinh thiền tông. Vậy có ảnh hưởng gì đến việc mua bán không thầy? Mong thầy chỉ cho con cách tốt nhất. Bây giờ nên nhớ một điều đó là buôn bán thì cái cô hồn nó ở trước mặt mình đó, nó dẫn mình đi, mình cúng nó dẫn à. À, còn mình mở nhỏ cỡ nào nó cũng nghe hết. Nó là điện mà. Giờ pháp trần nó còn nghe được, huống chi được cái nhỏ cái lỗ tai mình. Nếu á mình buôn bán mà thu nhập bằng phước thì được. Còn thu nhập nhờ cô hồn thôi đừng có mở. Có nghĩa là cái phước tôi làm ở đây tự động nó nhảy vô, thì tôi nghe cỡ gì mở lớn không nghe. Mà cái mà buôn bán cái giấy lầm rầm bữa nay cho con bán đắt cái này rồi thua. Mở cái này là tôi ế nhệ luôn. Đó mình phải hiểu chứ không phải, chứ không phải là muốn mở lúc nào mở, tùy theo. Giống như nãy tôi nói là cúng cũng phải tùy theo cúng. Chứ nghe người ta cúng cũng cúng, rồi nghe người ta nghe máy cũng nghe không được. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi nơi. Rồi con hỏi tiếp đi. Người tu theo thiền tông có tạo công đức, biết rõ lộ trình đường về, nhưng chưa tới số, bị tai nạn chết. Vậy có về Phật giới được không? Hay phải sanh về đâu? Mong thầy giải thích rõ. Nếu mà chưa tới số mà có công đức về được, còn nếu mà chưa tới số mà chết thì làm quỷ giữ hồn. À, là phải ở đó hoài. Ở đó có người nào thế, rồi đi tự do cũng chưa về. Thí dụ mình 80 tuổi mới có 70 tuổi chết, 71 tuổi còn thế, được là mình đi ra khỏi chỗ này thôi. Vì thế mà có cái người hỏi thế này nè, hỏi vậy chứ cái người mà chết đó rồi nhờ ông thầy trục ấy, rước dòng về, mã về nhà được. Tôi nói được, với điều kiện ông dẫn tới đó, ông trình đó là cái này là cái mã của mày nè, cái nhà của mày nè, rồi biết. Nhưng mà ông không về được, không phải trở ra đi giữ. Giữ đây mà có thể có người nào thế ông mới đi được, còn không ấy thì ông muốn về nhà ông về chút chạy ra. Mà tôi đi bằng điện mà, tôi đi rất nhanh, vô ra, không thoát được, trừ trường hợp có người thế. Còn nếu á, một người mà chết nhà này mà có thiền thần thông, có thiền tông công đức rồi, không làm quỷ dư hồn được. À, chết đây nó kêu mình chết, chứ sự thật ra nó thấy mình chết rồi, nó cũng không dám cho mình đi. Nó cho cái người này đi khác, rồi mình đi theo cái nhân quả, còn cái này thôi, tao vẫn giữ cái này. Bởi vì trong lúc nó biết mình đi, bởi vì những cái người mà thường thường mà họ chết, mà có công đức họ chết á, họ bôi đen, họ mới chết bất đắc kỳ tử được. Chứ nếu mà sáng không qua cô hồn, nó không có làm này được đâu. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Một Phật tử giấu tên xin hỏi, thưa trưởng ban, có người tặng con một số máy nghe Pháp, của pháp môn vật lý, giờ con chuyển qua thiền tông, con chép nhiều thẻ thiền tông rồi cho mượn hay tặng, liệu có được không ạ? Đó được, đó là tạo công đức tốt quá, nhưng mà nhớ đừng có chấp, thấy không? Đừng có tham vọng và đừng có chấp thì được. Làm bất cứ gì giúp người ta hiểu cái này, đừng cho người ta biết, đừng cho người ta cảm ơn mình là được. Thứ nhất, ta làm này, ta làm cái kia, cái ngã chấp thì thua rồi. Anh có công đức chứ không phải không, nhưng mà nó bôi liền tại chỗ luôn. Mà nó bôi không phải một đời này đâu. 10 ông Phật ra, nó có công đức, nó cũng đi mất luôn. Vì thế mà mới có chịu là ông Xá Lợi Phật 36 tỷ năm, ông cũng vẫn lang thang này, nhờ ông Thích Ca. Không nhờ ông Thích Ca thì sao? Không nhờ ông Thích Ca khám phá cái này làm sao ông Xá Lợi Thất biết cái chuyện này được. Vì thế mà tu thiền tông nó đứng ra. Bởi vì nói lúc nào phải là bằng trí tuệ. Thì mình hỏi trí tuệ là cái gì? Thì mình phải hiểu và học cho hiểu cái trí tuệ này. Còn nếu mà không học không hiểu thôi, đừng có nhào vô rồi hú đó mang quả. Tại sao người tu thiền tông dễ chết,
dễ chết. Thứ nhất là dễ chết về tai nạn giao thông. Trụ Thì Tông chỗ này. Bởi vì phá của hồn mà, phá của hồn, à mày phá tao phải không? Đỡ được rồi, mày đi đi. Mày tới cái chỗ nào mà tao chỉ án mày một cái, tao che mày một cái, hoặc là tao làm lệch hướng của mày một cái là mày chết đi. Cái đường ra, đường trống không đi mà đi vô cái đường, cái cột đó. Nó mà nó được cái làm cái linh thiêng này nó làm được. Cô hồn mới làm được cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Phật tử Ngọc Phú ở Đắk Nông xin hỏi: Thưa Thầy, có lần con xuống chùa Thiền Tông Tân Diệu, tới nửa đường thì người nhà gọi về. Lần khác xuống chùa thì người nhà chửi, ném giấy công nhận Phật tử Thiền Tông ra ngoài. Lần tiếp theo con có ý định muốn về thăm chùa Tân Diệu thì bị ngã gãy xương sườn, không thể đi xa. Tại sao con hay bị trở ngại ạ? À? Xin Thầy giải đáp giúp con. Nó nói do mình thôi, tại mình cái miệng lép nhép, lép nhép. Lép nhép, đi về nhà khoe, tôi là đệ tử Thiền Tông này kia nữa rồi. Nên nhớ rằng cái vùng miền núi á, là gì? Mấy ông Thánh ở nhiều lắm, mình nhúc nhích không biết liền. Đó, mình phải hiểu cái chỗ này. Vì tại sao mà cái miền núi á, tu á, chứng đắc dễ, là vì ổng không à, muốn chứng gì ổng cho chứng. Mà cái người đồng bằng không chứng, tu không chứng. Mà bất cứ ở núi nào tu có chứng là mấy ổng đó. Mấy người ngồi đó ổng biết mà, họ nhờ muốn, giờ tôi muốn thành này thành kia, 5 phút sau cho thành. Còn hoặc là muốn để cho có chất lượng chút, mày ngồi đi 6-7 ngày mày thành. Có vậy thôi. Vì thế mà mình được cái này, bởi vì tại sao ngày xưa là tôi nói là được cái này nên về xếp kính mít, nhưng mà nói thì chỉ hí ra một chút xíu thử người ta theo người ta phản ứng, cái bắt đầu dẹp liền nó thì mới được. Cái trường hợp này á, tại anh thích khoe người ta, mà Đắk Nông là gì dùng cứu giải Trường Sơn chứ còn gì nữa. Cứu giải Trường Sơn là của Thánh ở nhiều nhất. Rồi câu hỏi tiếp đi. Khi con học thuộc đường về Phật giới thì con đi làm, con học các kiến thức tài liệu bị đẩy ra như không vào, nên con học từ từ lại. Con làm vậy có đúng không, hay là mình cứ không màng tới nó, cứ quyết tâm học thôi ạ? À? Hỏi cái ý là coi. Dạ, khi con học thuộc đường về Phật giới thì rồi, con đi làm công việc ở ngoài á, những cái kiến thức tài liệu bị đẩy ra như không vào, nên con học từ từ lại. Con làm vậy có đúng không, hay là mình cứ không màng tới nó, cứ quyết tâm học thôi ạ? À? Bây giờ mình học cái này nó biết á, nên nhớ rằng mình khó vô cái này rồi. Bởi vì dù muốn không, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình cũng đi lại cúng cầu rồi, nó dính ở trong đó. Khi nào nó vô cái này rồi thì mấy ông kia vô thì ổng né thôi cho vô, nhưng mà chút xíu ổng vô ổng đẩy ra. Vì thế mà nói đúng là cái người tu Thiền Tông phải cho kỹ. Tất cả những cái gì mà tu Thiền Tông biết thì làm ơn làm thinh đi, đừng có nói vậy đó. Rồi muốn giúp người ta, bởi vì thế gian này mình không cần giúp nhiều, giúp 5-3 người được rồi. Rồi sau đó thà là mình về bển đi, mình thành Phật rồi đã muốn tạo công đức dễ lắm. Giống như mình ở trên bờ á, mình thấy người mấy ông đó là chết đuối á, đưa cái cây kẹp móc ông lên thì dễ. Chứ mình đang ở thế giới với người ta mà là ôm cổ lên nó đè mình chết luôn á. Thiền Tông phải hiểu cái quy luật vật lý mới tu được. Còn anh không hiểu vật lý, anh không cách nào anh tu được hết. Mà thứ nhất, anh phải hiểu trái đất này là ngũ thú tập cư và tam giới. Nhiệm vụ của mỗi loài nên học bao nhiêu đây thôi. Khỏi cần học bao nhiêu. Đừng có học nhiều chi cho mất công. Ngũ thú tập cư mới vừa chắp tay lại. Ủa, tôi lại ai đây? Rồi, bỏ xuống. Mới vừa ngủ thú tập cư, cúng ai ăn đây? Nhớ lại không cúng, rồi sao? Có vậy thôi. Rồi bây giờ tam giới, tôi tu lên nó có giải thoát không? Coi trong cái bản đồ, ủa, lên đây còn dính, không được, đi ra. Mình chỉ hiểu nhiều đó thôi, rồi mình tu xong rồi.
học chừng nửa tiếng đồng hồ xong, chứ không phải cần đi học năm này năm kia, mà tuyệt đối đừng tu. Thiền tông mà tôi nói tôi tu là anh chết rồi, chứ tu là anh dính rồi. À, anh tu là anh muốn thành Phật cái gì rồi cho thành luôn. Thành Phật con đường khác, giờ cho muốn thành Phật rồi. Ta Thích Ca này, con ngày mai con thành Phật rồi, con ngồi đây ngày mai phóng hồng quang liền, bắt đầu ngồi ngày mai nó phát ra làm sao, rồi đi phê lên, ta là đạo này đạo kia tùm lum ta là. Giờ thiếu gì thế gian, thiếu gì đạo, phải không? Là cũng cái này thôi chứ cái gì đâu. Mới về thành ra ông Phật mới viết cái kinh Kim Cang dặn dò đừng đừng có cầu xin ai, đừng có lại ai, thấy không? Nếu mà tu mà chứng đắc là kẻ đó là tà đó, ông nói thẳng luôn chứ đâu phải ông giấu mình đâu. Mà tại mình không, ông viết mà mình không học, ông nói mày tu là mày tà đó, mà vậy mà khoe ta này, tu được này được kia. Mà giờ Thiền Tông nói ra đấy thì nó chửi, đúng rồi. Nhưng mà nó chửi nếu mà không có cái giấy phép nhà nước cho mình trả lời cái này, xin lỗi, nó đuổi tôi đi mất luôn. Chừng nào nhà nước lấy giấy thì lại tôi không nói. Tôi nói bằng sự thật. Tôi nói này, nhà nước cũng có nói tôi nhiều lần chứ mới không. Tôi nói ra để mà cái nào mê tín người ta bỏ đi, chứ tôi cũng không phải truyền bá cái gì đâu. Truyền bá bằng cái chân thật thôi, thấy không? Thiền Tông gọi là truyền bá chân lý chân thật, chứ không có nói bất cứ gì hết. Thích theo dõi thì tôi nói giờ quý vị cứ theo dõi, ngày nào tôi giải đáp cái tới tôi mời ha. Tôi nói tầm bậy cột tôi lời liền, đâu có sao. Mà tôi nói lúc nào là một công dân thì phải trước nhất phải lo gia đình và tổ quốc, có vậy thôi. Một công dân không thể bỏ phế gia đình và bỏ phế tổ quốc được. Đó thì tôi có nói cái gì tầm bậy đâu. À, chứ tôi có đâu biểu phải cúng này cầu kia lại cái đó, học hoàn toàn không được. Thì tôi nói cho biết là trên đất này thần người ngạ quỷ, giờ cúng ai lại ai, mình không lẽ lại mình, ngạ quỷ là lang thang không lẽ đi lại đó. Thần là gì? Thần mình là cái ông đó, là ông dữ lắm á, ai nói tầm bậy ông đập. Mà tôi đâu có nói tầm bậy đâu, mà đời này tôi khôi phục tất cả danh dự của các loài thần. Ông làm gì tôi nói cho ông nghe. Mà này không phải tôi nói, ông Phật Thích Ca biểu tôi nói đó, truyền qua bao nhiêu đời tổ, đến đây tôi phải nói đó. Nó thì là ông làm sao, tôi nói bằng sự thật. Chứ nếu mà tôi nói tầm bậy, xin lỗi ông thần Kim Cang, ông có cái búa lớn, ông gì, ông chỉ khỏ nhẹ tôi cái này, kể gì cũng tiêu luôn. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thì hỏi có ai hỏi tự do cho hỏi đi, chứ hỏi 50 phút rồi thôi. Có ai xin hỏi trực tiếp không ạ? Dạ, trong thời gian cũng 50 phút nữa thôi nha, tôi cũng tới giờ nghỉ trưa rồi đó. Thì hỏi đi. Ai hỏi trước thì lên trước. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cùng tất cả huynh đệ đồng tu và huynh đệ đáng nghe phần giải đáp. Hồi nãy con cũng có nghe thầy nói á, mình á, nếu mà mình biết mình có công đức á, thì mình có thể mình đối đáp với ông thần. Nhưng mà sao mình biết cái vật lý thế gian này là vật lý, sao mình biết mình có công đức? Cái đó điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì á, mình đối đáp thì mình theo cái lời Phật. Giống như mình ở thế giới vật lý này nè, mình cứ nghe theo lời Phật mà mình nói cái câu á, câu giống như á, cái này lời của Phật nói chứ không phải mình, nhưng mà mình nói tao biết mày rồi đó, không cho làm gì được tao đâu, tao biết mày là thánh,
có hiển linh biến hình biến tướng, hiện Phật hiện Thánh chỉ làm cho vui thôi, không làm được gì mình đâu. Giống như mình bây giờ mình tu Thiền Tông nè, mình cái công đức gì đó mình cũng chưa biết mình có được công đức không, mà cái này lời của Phật nói, giống như mình vậy mình có được quyền nói cái câu này không? Xin Thầy cho con hiểu rõ. Rồi, bây giờ trả lời câu thứ nhất á, khi mình mất á, thì đối đáp với ông thần, thì trong lúc đó đó mình có công đức thì mình sáng, mình thấy ổng luôn, thì mình mới đối đáp được. Mình có công đức mình đối đáp được ổng. Còn nếu mình mà không có công đức là mình tối, mình đi đâu đó tối là đi theo cái nhân quả ổng thực thi, mình cũng không thấy ổng luôn á. Rồi làm sao? Tại ổng nắm ổng quăng mình thì mình chịu thôi. Cái đó là trả lời câu thứ nhất. Có nghĩa là mình mất mà mình có công đức thì mình phải thấy ổng, thấy cả này kia đó. Thấy không? Không công đức thì người ta thực thi thôi. Mà còn ví dụ mình không công đức mà ví dụ mình nghe, mình thấy, mình nghe ông bà cha mẹ mình kêu là mình biết có vậy thôi, chứ mình không thấy. Mình lại mình ôm, hướng mình ôm là mình dính. Có nghĩa là khi mình mất, mình có công đức thì được quyền. Bởi vì đức trọng quỷ thần kinh thì mình được quyền đối đáp với thần thánh luôn. Giống như lúc đó mình với ổng là bằng nhau, giống nhau à. Tôi là trung ấm thân bằng điện, ông thánh bằng điện, ông thần cũng bằng điện. Nhưng mà mỗi người có một cái sắc nó riêng thôi. Còn cái ông thần là thực thi nhân quả. Còn cái vấn đề mà hồi nãy câu thứ hai là gì? Hai là mình có thể nói cái câu giống nhớ như là... Nhớ rồi. Bây giờ đó, hồi trước á, mình chưa có học Thiền Tông thì mình mới vô cái miễu đó. Thấy, lâu lâu cái thấy nhang cháy phừng lên hoặc là nghe rỗn rãng vậy đó. Bắt đầu lại, khum lại phải không? Giái giái thầm thầm á. Tôi không dám xúc phạm ông này kia đó phải không? Khi mà tôi biết Thiền Tông rồi, thôi cha nội đừng có làm hù tôi nữa, ông là ai tôi biết hết. Mình được quyền tôi học rồi đó. Mình gọi là mình khám phá thì tất nhiên ông thần, ông thánh gì đó, mà sự thật không phải thần mà do thánh thôi. Tất cả nơi thờ phượng ở trái đất này do thánh hết. Bởi vì tại sao người ta thường nói câu là ma bắt coi mặt người ta, thấy vừa giấy cái mặt mình mét mét rồi bắt đầu ông hù tiếp. Còn mình không mét là sao? Thôi ông nội ơi, tôi biết hồi đó tôi chưa học Thiền Tông. Giờ tôi học Thiền Tông, ông là ai? Đừng có hù tôi, mất công lắm. Vì thế mà có cái trường hợp tôi nói là có cái cô đó, tu, vô tu Thiền Tông, đang nằm ngủ, cái nó hù. Nó đổi áo, đầu áo đen, hù. Bắt đầu nhỏ, nó phình ra lớn ra. Cổ hỏi tôi nói là thôi, phình lớn đi, tiếp đi, hớn hơn cái nhà tôi cũng chưa. Trời ơi, cái chuyện này bây giờ tôi rành, tôi học Thiền Tông tôi rành. Khám phá ra được, bắt đầu nó quê, nó biến. Ủa sao chạy đi, không biết tiếp đi. Bên trong quê nó chạy, có nghĩa là mình dám biết mình nói là nói cái chuyện này. Nghe không? Hồi xưa mình không hiểu, mình nghe cái chuyện linh cái mình tới, trời đi cũng không dám đi cho mạnh nữa. Vì thế mà có một thiền sư gọi là Phá Táo Đọa, nghe không? Ở trong cái miễu thờ ông Táo Bình Dâu vậy đó. Ai tới lại không lại ông nắm đó. Ông nắm cái bình rồi ông quăng đi. Thì người ta xung quanh đó, trời ơi đây ta lại ông làm vậy, ông bẻ ông chết rồi. Tôi nói cổ này bẻ đi. Ông biết cái vụ này, ta nên kêu quê cơ bỏ đi thôi. Gọi là phá táo bị đọa. Đọa cái gì? Ông cô hồn, tôi là con người lớn hơn ông một đẳng cấp, làm sao phá tôi được. Nhưng mà mình phải vững, phải không? Chứ mình vừa làm vậy mình hết hồn, mình xanh mặt rồi chết rồi chứ không. Ông này nó giả chứ không phải thiệt. Đó, thì hai ý, một ý kia là mình nói chuyện với thần được là khi nào mình có công đức, ông mới nể mình, ông mới hỏi mình. Chứ còn không có công đức thì còn lâu xuống nhắm mắt, thấy vô đâu cũng quăng vô đó. Nhưng mà có một điều là có phước đức lớn á, thì có ác đức cũng lớn, nhưng mà thương lượng ổng được, nó thôi cho tôi lên tỉnh, hưởng đi, cho nó hết ông xuống, muốn đài tôi đâu cũng được. Đó, được quyền. Giống như mà người có tiền thì được quyền nói chuyện, còn anh không có đồng nào, anh đừng có nói chuyện, tôi mất công lắm. Thấy không? Mình có cái lực này.
Rồi còn cái kia cũng vậy, mình học cái này mình hiểu cái cõi vô hình rồi, mình đừng có sợ. Nhưng mà phải kiên quyết đừng sợ nha, chứ nửa sợ nửa không thì coi chừng mình yếu hơn nó là nó quất mình đó. Rồi thắc mắc hỏi tiếp. Thầy vậy con đã hiểu, tức là mình có công đức màu vàng sáng trong thì mình rõ ràng mình có nhận định chỗ đó được rồi đó, là con hiểu cái chỗ công đức đó rõ ràng là chắc chắn rồi đó. Chứ nãy thì mình không biết mình có công đức, sao mình biết được? Tức là mình gần rút hơi thở đó, mình không thấy vị thần mà bên ngoài đồ này kia đó, mà màu vàng sáng trong tức là công đức mình đã rõ ràng. Điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì á, mình phải vững dạ, mình đối chất với ông thần đó, mình phải nói cho rõ ràng mà nhấn mạnh là mình không cần phải sợ, tại vì mình tu thiền tông mình phải gan dạ. Con xin hết và cảm ơn thầy. Rồi. Rồi cô Nguyệt hỏi đây. Thưa bác, con xin hỏi, mỗi một đạo giáo thì đều có giáo lý của mình do giáo chủ của đạo giáo đó công bố ra. Vậy, giáo lý đạo Phật Thiền Tông thuộc chủ sở hữu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy con xin hỏi, Thiền gia Đức Tịnh có xin cấp bản quyền về chủ quyền về tác giả và chủ sở hữu giáo lý đạo Phật Thiền Tông. Như vậy có vi phạm về đạo lý của đạo Phật không ạ? Không. Thế gian không có vi phạm. Là vì con người á tu được quyền. Ông là giáo chủ được quyền viết giáo lý, tôi con người cũng được quyền viết giáo lý của tôi. Nên nhớ là giáo lý đạo Phật Thiền Tông của con người. Nên nhớ cho đó ha. Giáo lý đạo Phật Thiền Tông của Thích Ca nó khác. Ví dụ con viết ông Thích Ca, ông viết cái bài văn gì đó, bút danh Thích Ca. Còn giáo lý người bút danh người Việt được quyền. Bởi vì trong thế giới này tất cả ngôn ngữ cái gì ai cũng được quyền tự do phát biểu và tự do viết sách. Còn nếu mà quan trọng nhất, đừng copy của người ta. Copy người ta thì sao? Luật pháp không tha. Có vậy thôi. Ai cũng được quyền giáo lý, con cũng được quyền giáo lý. Nhưng mà giáo lý đạo Phật Thiền Tông của tên gì? Của con. À, nhớ là giáo lý đạo Phật Thiền Tông của Thích Ca là không được. Cái này của ổng, ổng sai ai công bố là của ổng, được quyền. Ổng là một con người, mình nói giáo chủ thì cũng đúng, mà một con người sáng tác ra cái này cũng đúng, một gọi là một tác giả cũng đúng. Đó, mình phải hiểu này. Nhưng mà có một điều, mình làm cái gì này đừng có copy của người ta thôi. Là đúng. Bởi vì đâu có gì đâu. Vì con muốn viết, giờ con ông A, giáo lý đạo Phật Thiền Tông của ông A. Rồi là ai đây? Nhưng mà có một điều, của tự mình sáng tác à nha, đừng có lấy của người ta. Nó lấy của người ta thì sao? Lấy người ta thì ở thế gian này nó gọi là đạo văn. Vì tôi nói trong cái luật đạo văn, một đứa học trò mà đang học mà đạo văn nó đuổi ra, nó không cho học. Thấy không? Mà khi đã tốt nghiệp rồi, đi qua trường khác học rồi, tốt nghiệp nó vẫn đóng cái dấu là đạo văn. Bằng này đã từng đạo văn. Nó khổ vậy. Còn nếu á, nếu mà xử theo luật pháp thì tòa án nó ba cái cấp phạt. Một là cảnh cáo, thứ hai phạt tiền, thứ ba phạt tù. Nó ba cái cấp của cái đạo văn nó là vậy. Luật pháp nó ghi, ai không tin mở về, mở cái để gọi là luật pháp đạo văn. Nhà nước đã quy định rất rõ ràng. Vậy chứ không phải không đâu. Cái này luật pháp nhà nước đã quy định rất rõ ràng ở này.
Cho nhà nước thì cho tự do, nhưng mà tự do là do anh sáng tác ra. Anh tự là đừng có lấy của người ta. Giống như con xây nhà, con không mua gạch mà đi lấy gạch của người ta về con xây là sao đấy? Nó thưa, nó nói này nó ăn cắp đồ của tôi. Cái nhà này của anh ăn cắp, còn nhà anh mua, tự anh bỏ tiền anh mua nó khác. Nhà mà anh đi cắp tôn xăng xi măng vậy anh đi là khác. Nó có cái luật của nó chứ không phải không. Vì thế mà trái đất này bất cứ ai muốn viết cái gì thì phải để bút danh của mình. Tuyệt đối đừng đạo văn, đừng ăn cắp của người ta. Nói chứ đừng đạo văn người nghe nó văn học chứ đừng ăn cắp của người ta. Nói vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, bằng phong Thiền Tông gia cho Thiền gia Đức Tịnh có phải do chùa Thiền Tông Tân Diệu cấp không ạ? Cái này thì đúng ra, nhưng mà có cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nó có cái lỗi chỗ này. Vì ở trong cái quyển quyền ký của nó bị cầu, tất cả những người tu Thiền Tông, Phật tử Thiền Tông mà sốt sắng được đặt cách vào Thiền gia. Sai. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu không kiểm soát được cái này. Không kiểm soát. Vì thấy nhiệt tình với phong, nó sai chỗ này. Vì thế mà nó mới có cái chuyện mà không xem thầy là gì, không xem bạn là gì, cái chỗ đó. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái lỗi chỗ đó. Không chịu kêu bằng kiểm tra người cho kỹ. Vì thế nó mới có cái trường hợp đó. Mà thôi cái chuyện này nó qua thôi cũng không sao. Nhưng mà tất cả những chuyện gì nó xảy ra thì nó theo cái nhân quả thôi. Mình nhớ, nếu mình không tin nhân quả, mình muốn làm gì làm. Còn mình tin nhân quả thì một lời nói cũng không được quyền nói. Một cử chỉ, một hành động cũng không được quyền làm. Nếu tin nhân quả. Còn không tin mình muốn làm gì làm. Bởi vậy nếu mà mấy người không tin luật pháp thì ra nó quậy nó làm gì làm. Còn nếu sợ tin luật pháp hoàn toàn không dám làm tầm bậy. Có người ta mà, cái tánh người nó là vậy. Thì thôi cái chuyện đó ai làm gì làm thôi. Thì hỏi thì chú trả lời vậy thôi. Chứ còn chuyện chú không xen vào. Ai làm gì làm, thấy không? Nhưng mà nói đúng là ai cũng vậy. Làm cái chuyện gì nó cũng phải có sơ sót. Cái bằng người thì không có toàn vẹn cả 10 đâu. Nó cũng phải soi sót một hai chú. Vì chùa Thiền Tông Tân Diệu, tất cả những người vô thấy tu này là cũng mừng. Nhưng mà thường thường nhắc ra thì nên sử dụng trí tuệ nha, tu Thiền Tông. Nếu không được thôi đừng tu. Ta khuyên vậy thôi chứ ta đâu biểu ép mình phải tu này đâu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, tu theo đạo Phật Thiền Tông kỵ nhất là điều gì ạ? Kỵ nhất. Vì thế mà Thiền Tông nó có một cái chuẩn của nó là nhân nghĩa lễ trí tính. Tức nhất là cái chữ tính đó, anh phải tuyệt đối trung thành cái chữ tính này. Còn nếu mà mất tính rồi thì nên nhớ rằng cuộc đời anh kể như bỏ đi. Giống như một người làm việc cho nhà nước cấm tuyệt đối cái gì? Đừng tham ô. Mà anh đã tham ô rồi thì anh không còn tư cách một công chức của nhà nước nữa. Cái tuyệt đối cái chỗ này, Thiền Tông anh mất cái chữ tính rồi thì đừng có tu mất công. Dầu anh có tạo cái gì, ông thần cũng không tha anh đâu. Nói thật, cái đó quy tắc cái này. Bởi vì Thiền Tông nó ra đời, nó chỉ hữu hình và vô hình. Thứ nhất là nhiệm vụ hữu hình, nhiệm vụ vô hình như thế nào. Nó chỉ rất rõ. Phải tuân thủ cái này. Tuân thủ cái này bằng nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đó. Tu Thiền Tông không hiểu được cái nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, thôi đừng tu, vô đây rồi nó dướng. Tu Thiền Tông tôi thường nói giống như vậy, sử dụng con dao bén, thật bén. Mà vật lý thì có cán cầm. Thiền Tông không cho cái cán. Anh muốn vô tu, tùy theo anh đó. Anh lượng làm sao mà anh cầm, đừng có đứt tay cho anh đó. Thiền Tông con dao không cán, mà lưỡi rất bén. Nếu anh tin thì anh làm, không tin thử. Có vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, hôm vừa rồi con xem trên mạng thấy
báo đăng là ở Hải Phòng đã phát lộ bãi cọc của trận chiến Bạch Đằng của vua Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng dân quân nước Đại Việt đánh quân Nguyên Mông lần thứ ba và đã xác định dùng carbon C14 đồng vị phóng xạ đó xác định nó chính là trận chiến năm 1288. Và điều đặc biệt là con thấy trên những bãi cọc đó nó có những cái ngoàm hoặc những cái mộng để mà luồn dây qua. Mà hôm trước thì bác có nói là ở Thiền Tông Thất bác có nói về cái kỹ thuật đóng cọc đó. Mà hiện giờ cái bãi cọc đó sẽ là được các viện khảo cổ cho rằng đó sẽ là cái văn hóa vật thể của Việt Nam. Vậy xin bác trình bày lại một lần nữa cho chúng con rõ về cái kỹ thuật và chiến thuật đóng cọc và quân sự của vua Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ạ. Bây giờ đó ai có đi qua sông Bạch Đằng sẽ biết sông Bạch Đằng, bởi vì nó không phải giống như cái sông Sài Gòn hay sông Cửu Long, khi nó nước rồng rồng sát ha. Vì thế mà khi sát rồi á thì cái thuộc đóng cọc của nó là gì. Bây giờ ở Hạ Long thì trong cái hang đầu gỗ á, nó còn lưu lại những cái hồi xưa ở ngay chỗ cái đường đi thì có cái bà bán quán, bà ở ngồi ở cái gần cái bờ sông á, thì mới quân sĩ đến hỏi ông bà chứ mấy giờ nước lớn mấy giờ rồng như thế nào rồi bà nói, rồi mấy ông mới nghiên cứu như này, cây to mà cây giót nhọn thôi, mà tất cả những cái cây mà nó không có mục á thì một là cột cây này cây kia cột bằng cái giò đó, cột với chân á, rồi mất từ bên này kéo đây có để nằm sát xuống, nằm sát trước mặt sông, thấy không? Khi mà đánh bên Trung Quốc nó qua đó, họ phải chặn nó lại, đợi mà nó làm một khúc dài lắm, phải cả cây số luôn đó. Tất nhiên là cây nó đóng giật cái cây này kia cách thước đâu mà cả cây số rồi vậy, chứ nó lớn chứ không phải nhỏ đâu. Khi nào mà bên kia bên Trung Quốc nó qua đó thì mình nước mà nó rồng à, ha, chặn nó lại, không cho bắt buộc phải giữ cầm chân nó lại để mà khi nước lớn á thì nó tới cho nó qua luôn, ha. Khi mà nước bắt đầu rồng bắt đầu phản công lại, kỹ thuật của Trần Hưng Đạo với Trần Nhân Tông này phản công lại cho nó vô tới cái vùng này, bắt đầu kéo cái cây bạch đằng cái cọc có kéo cho đứng lên hết. Ổng vô ổng dính cái này gọi là vô rừng cây ở dưới nước thì có gì đâu, đâu mà nó sợ không, nó cũng đã chết rồi chứ không cần đánh. Hỏi chỉ bước vô trong một cái rừng này, rừng cây chọc cái cây mà gọi là nó trong quá, rồi hỏi con suy nghĩ sao nội mà nó sợ cái cọc này không, thấy không? Kéo nước lớn vô nó không thấy, nhưng mà bắt đầu cầm cho nó ở đó, bắt đầu nước rồng kéo cây lên, bắt đầu nó thấy, bắt đầu hết rồi thì bắt đầu sơ tái mấy ông này thôi. Cái chiến thuật cọc Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo là cái chỗ đó. Mà tôi cũng có cái may mắn á, 1378 tôi ra tôi dự cái lễ mà quốc hội mời dự lễ 2 tháng 9, tôi có ra thì đến cái đó là người ta dẫn đến cái chỗ đó, người ta thuyết trình nguyên một cái bãi cọc Bạch Đằng Giang, thành ra tôi mới hiểu. Vì cũng may tất cả mà khi năm 78 mà tôi ra Bắc, tất cả những di tích ngoài Bắc tôi đều biết hết, là vì tôi là đại diện cho miền Nam đi ra ngoài đó mới giải phóng. Thì thật mấy ông đại diện miền Nam miền Bắc mừng lắm, dẫn đi chỗ này chỗ kia đãi ăn thoải mái luôn à. Mà mới nói tất cả những cái gì mà ngày xưa tổ tiên mình để lại thì biết, chứ ngày xưa ở trong Nam không biết đâu, không biết ngoài Bắc, nghe lịch sử thì nói nhưng mà không biết như thế nào. Thì trong có cái cọc Bạch Đằng thì tôi đến rõ ràng là người ta sẽ diễn tả hết rồi đó. Có nghĩa là nó đóng dài cả cây số vậy đó, nhào vô tới đó thì đám cầm chân lại. Mà vô đó nó cầm chân bằng cách nào? Cái dây mà dây leo á, ở trên kia xuống cũng xài bằng dây leo căng lại không cho nó vô. Bắt đầu đốt lửa lên đó. Mà khi nào mà nó vô rồi dây leo kéo đó, không cho xuống mà không cho lên,
cọc Bạch Đằng kéo lên luôn. Trời, mấy ổng ở trong cái này. Đây là cái chiến thuật rất hay của Trần Nhân Đạo với Trần Nhân Tông ngày xưa. Đó là cái thực, gọi là vì thế mà trong có câu là Bạch Đằng Giang sông Hùng Dũng, rồi giống tiên rồng vắng là không. Phải không? Là cái chỗ có cái bài, có bài kế mà, cái bài thơ mà Bạch Đằng Giang. Hồi nhỏ tôi có học cái bài này, tôi rất thích. Nhưng mà bây giờ lớn rồi tôi mới chứng kiến được cái chuyện này, tôi thì nó càng thích hơn. Đó là cái thuật đó. Chứ ngày bây giờ cỡ mà tôi nói thiệt, cỡ mà hiện đại bây giờ mà cái trồng rồi nó cũng hết hồn. Tàu mà chùa đó, cây nào cây lớn không chứ đâu có nhỏ, cây nào bằng cây cột mà cái chùa nè, giống hết rồi. Mà nó vót đầu. Mà bây giờ đó, nó chôn ở dưới mà nó có cái thế cột, nó cột một cái chân ở dưới sình á, đóng đi. Rồi một cái thì nắm kéo lên, không ấy thả rớt xuống. Ha, giặt vô bắt đầu kéo lên rồi bắt đầu nó có cái dây leo á, nó găng từ đầu rồi kia nó kéo ngược lên. Sao tàu dám chạy qua? Hồi đó là đi tàu buồm thôi, hoặc là tàu chèo thôi. Đó, đây là cái thuật đánh giặc ngày xưa rất hay cho đó. Thành ra cái Bạch Đằng Giang á, thì nó có cái bài ca rất hay, tôi không nhớ mấy bài đó, nhưng mà nhớ mấy chữ thôi chứ không nhớ hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa thầy, trên mạng con xem thấy giải Nobel vật lý 2019 của thế giới đã xác định được những ngôi sao quay quanh hệ mặt trời, tức là phát hiện ra nhiều cái hệ thái dương học giống như tam giới của Đức Phật đã nói, và xác định được vị trí trái đất trong vũ trụ. Như vậy trong huyền ký nói đến thời kỳ mà thượng pháp con người sẽ nhìn thấy được trong vũ trụ giống như thiên nhãn của Đức Phật. Vậy thì với nền văn minh khoa học của con người thì đến bao giờ có thể có khả năng nhìn thấy được pháp nhãn hoặc huệ nhãn như của Đức Phật, thấy những cõi vô hình và những hành tinh bằng điện từ âm dương ạ? Bây giờ cái pháp nhãn với cái phần nhãn á, là người có công đức nhiều mới thấy thôi, chứ không phải mà nói gì văn minh con người thấy được. Vì thế mà ngày xưa Đức Phật ổng dạy đạo nay cách là 2560 mấy năm rồi ha. Nhưng mà nói gì cái Phật tánh không ai giải thích được. Mà bây giờ mình cũng không thấy Phật tánh, nhưng mà Phật tánh đã giải thích rồi. Nó chỉ thấy nghe, nó biết tinh tịnh thôi. Tới bây giờ khoa học nó biết cái trái đất này nó quay, mà nó chỉ nói được trái đất nó quay theo lực hút, theo lực hút hấp dẫn thôi. Nó không hiểu, chính bây giờ nó cũng chưa hiểu được là trong không trái đất quay bởi điện từ. Mà mình mới suy nghĩ nè, nó tại vì nó cũng chưa có hiểu cái này đâu. Mà bây giờ nó nói trong cái tam giới á, mà nó nói là vũ trụ vô biên. Sự thật nó chưa biết cái tam giới là cái gì, mà nó nói là vũ trụ vô biên. Đúng là vũ trụ càng không vũ trụ là vô biên thì đúng. Nhưng mà nói gì càng không vũ trụ, còn nói cái tam giới tức hệ mặt trời nó chưa có hiểu. Chưa hiểu tổ chức của hệ mặt trời. Vì thế mà Đạo Phật Tiền Tông ra đời mới biết được là cái tam giới. Mà 1000 tam giới thì nó một tiểu thiên thế giới. Đức Phật khoa học nó không biết cái tiểu thiên là cái gì, trung thiên, đại thiên là cái gì. Vì còn cái vấn đề mà nhìn thấy được Phật giới, người đó phải là có công đức thật nhiều. Giống như con, tất cả người mù đi, mà người mù nói chuyện với người mù nhau rồi, hỏi chứ ông A hỏi ông B vậy chứ làm sao mà thấy cảnh cây cảnh. Thì ông kia nói tôi học tôi biết là anh muốn thấy cây cảnh anh phải mở con mắt ra. Giờ chúng ta đang mù, ông hỏi mở làm sao làm sao. Thì ông nói bây giờ làm sao mà anh thấy thôi, giờ làm sao. Thì bây giờ khoa học có nói giờ anh muốn thấy không, mắt anh kéo mây mổ văng cục mây ra, đang mây anh thấy. Còn bây giờ con muốn thấy cái Phật nhãn thấy làm sao, bị cái màn vô minh nó kéo giống như cái mây, anh làm sao phá được cái màn vô minh này thì anh thấy. Giờ làm sao, màn vô minh là công đức phá, còn cái kia bỏ kéo mây
là bác sĩ lột cái mây ra, bác sĩ nó lột cái mây ra thì con thấy, có vậy thôi. Thì giờ hỏi chứ làm sao mà Phật nhãn thấy, con tạo công đức, nhưng mà có một điều con thấy, con thấy mà con nói cho người khác nghe, nó chửi con. Bây giờ nó chưa biết, nó chưa biết thành là con nói, nó không tin. Vì thế mà có mấy trường hợp mà Thiền Tông ra đời nói, nhiều người chửi là cái chỗ này đó. Từ nào tôi đâu có biết tánh Phật nó là vậy mà giọng nói, mà giải thoát nó là vậy, tánh người vậy. Nói ba cái con người mình không biết mà hỏi vậy chứ làm sao mình nói con người nó không tin. Nhưng mà cái này nói á, thì những nhà khoa học với nhà vật lý nó nghe nó biết, còn nhà mà buôn bán nó không biết. Hoặc là nhà cho dài cắt cổ nó không biết cái này, nhà chuyên môn tu cũng không biết luôn. Nó phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Thì giờ con hỏi chứ làm sao mà Phật nhãn mở ra. Thì trả lời cho con là công đức cho ra nhiều, giống như cái bóng đèn 100 quên nó không sáng, đem ra 1000 quên nó phá luôn, nó phá cái vô minh luôn. Công đức nó là vậy, càng lớn nó phá được vô minh thì con sẽ thấy được cái ngoài. Nhưng mà bây giờ á, mà thấy để làm cái gì? Thấy rồi đóng lại cũng vậy. Mà bây giờ ta nói muốn thấy vĩnh viễn, phá được thì đi về bên kia kìa. Về bên kia thấy vĩnh viễn liền. Thấy không? Bên kia Phật giới nó không có vô minh, bên này nó có vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là cái sự quay âm dương, nó tạo thành cái màn vật lý. Vô minh là cái màn vật lý chứ không có gì trời. Anh làm sao cái màn vật lý này dừng lại thì anh mới thấy được. Còn nếu không dừng thôi, nó đang quay hoài. Thì bây giờ hỏi chứ thành phố làm sao? Hết tiếng ồn, con suy nghĩ rồi. Dễ ở. Tất cả xe cộ đứng lại hết, nó hết ồn, vậy thôi. Chứ xe cộ đang chạy làm sao mà nó hết ồn được. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, còn một câu hỏi cuối. Bác nói rằng ai làm gì sẽ phải tự chịu nhân quả của mình. Thì con muốn hỏi một câu nữa về Thiền Gia Đức Tịnh ạ. Đấy, Thiền Gia Đức Tịnh nói là Thiền Gia Đức Tịnh nhận được giáo lý, thầy nhận được ở đâu thì Thiền Gia Đức Tịnh nhận được ở đó. Mà theo như thầy nói, thầy nhận giáo lý và huyền ký từ Thiền Sư Ni Đức Thảo viết bằng Kinh Vô Tự. Vậy từ năm thầy 20 tuổi, vậy lúc đó thì Thiền Gia Đức Tịnh ở đâu ạ? Đứng kế bên chứ đâu. Nó nói như bây giờ con mới hỏi nè. Hồi đó nói giờ chú nhận lúc 20 tuổi, nhờ nó ở đâu? Thì nó đứng kế bên đó. Thì hỏi, thì bây giờ bữa nào một câu hỏi nó chứ sao hỏi chú biết được. Thì chỉ có nước rằng nếu tôi nhận ngày 15 tháng 10 1958 tại đây, Tịnh cũng đứng sát bên đó. Chứ đâu, giờ suy nghĩ rồi. Còn nếu con không tin, con hỏi hồi đó anh đứng ở chỗ nào, anh về chùa anh chỉ hồi đó anh đứng đâu. Hồi đó tôi quỳ tại đây, tôi nhận cái quyển giáo lý tại đây. Và thì nó nói tôi nhận đâu nó nhận đó, thì nó đứng sát bên đây đây. Ở đó có 3 người thôi. Thiền Sư Ni Đức Thảo và 3 người nữa, trong đó có tôi. Nhưng mà không biết nó đứng sát bên, nếu nó nói vậy nó đứng sát bên. Chứ đâu giờ. Thì hỏi hồi đó anh đứng ở chỗ nào, bữa nào dẫn ra đây nè, 4 người đứng 4 góc, bà đứng giữa, anh đứng ở chỗ nào? Nó phải hỏi nó chứ sao hỏi tôi. Thưa thầy, thế thầy có truyền riêng gì cho Thiền Gia Đức Tịnh không ạ? Cái gì? Thầy có truyền bí kíp riêng về giáo lý cho Thiền Gia Đức Tịnh không ạ? Bây giờ đó, nếu mà tôi truyền bất cứ người nào, tôi đều có cấp cái bằng gọi là nối tiếp dòng Thiền Tông. Người nào có cái bằng đó mà giờ bằng nối tiếp dòng Thiền Tông chưa, còn số 0, chưa có số 1, chưa có hiện được số 1. Mà tôi cũng nói cho biết á, nối tiếp dòng Thiền Tông rất dễ, không khó. Thứ nhất, tâm tài lực, tôi nói cái tâm, ai hỏi gì cũng biết. Cái tài, anh phải có thứ nhất 20 tỷ thôi, và một mẫu đất. Thì tôi theo dõi nếu là tôi giao cho, tôi mời đến tôi giao hết những cái gì
và tôi sẽ theo sát và tôi hướng dẫn cho từ ly từ tí để thực hiện tiếp nối dòng Thiền Tông. Dòng Thiền Tông mà không có theo dõi, không tiếp nối từ ly từ tí là chắc chắn bị sai, không phải dễ đâu. Giống như con có một đứa con mới sanh ra mà con không dẫn tập cho nó đi thì bảo đảm nó không khi nào nó sống nổi đâu. Đẻ ra bỏ một phế thì hoàn toàn không sống nổi. Thấy không? Thiền Tông gia, thiền nối tiếp dòng Thiền Tông gia, truyền công nhận rồi bắt đầu phải đi dẫn đi từ ly từ lý cho đến khi trưởng thành thì mới nối tiếp được. Chứ không phải muốn vậy. Ngày xưa nói thiệt đó, tôi nhận cái này không phải là tôi làm một lần, mẹ tôi tuần nào cũng dạy tôi từ ly từ tí. Bà xuống dưới nhà bà nói luôn, mẹ thấy vậy, hướng dẫn con thế này nè. Tôi còn không phải nhớ đâu, tôi phải ghi đầu tiên làm gì, làm gì, làm gì. Chứ không phải nhỏ đâu. Mà cho đến khi xong rồi, 3 năm như vậy đó, mà chùa vẫn im ru, không có biết cái gì. Đến năm 2006 tôi mới bắt đầu, tôi mới nói chuyện cái này. 3 năm, 2008 là như 60 mấy. Cái ngày mà 61 bắt đầu là ở Sài Gòn nó biến loạn. Đến năm 63 Ngô Đình Diệm bị chết, phải không? 1 tháng 1 1963 Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Diệm bị chết. Là cái ngày đó bắt đầu là cái Sài Gòn nó mới yên. Chứ trước đó, trước năm 1960 trời ơi, nó kéo năm 63 năm trời, cái Sài Gòn nó giống như là cái bãi chiến trường, ngày nào cũng bàn ghế ra ngoài đường á, nó biểu tình bàn ghế ra đường á, không cho xe chạy luôn, rồi cảnh sát nó phải đi dẹp này kia nọ. Nó vậy á, mà mẹ thì nói là con nên nhớ một điều, khi mà cái quyền ký nó ra nó không phải đơn giản đâu, đi còn phải đi từ từ, mà chỉ cách đôn là tôi mới vẽ thôi, làm sao mẹ này nhắc cho con từ ly từ tí vậy thôi. Nhưng mà vô đầu bà đọc cho tôi cái bài tệ 24 câu qua thiền nở tại Linh Sơn, thầy đã nhận được quý hơn ngọc vàng. Mấy cái câu đó tôi đọc tôi khóc liền. Thấy không? Không phải giỡn. Mà tôi là trưởng thành rồi đó, mà tôi cũng không dám bỏ. Khi nào tôi làm bất cứ gì tôi phải về tôi hỏi từ ly tí, đến khi bà chết thôi. Thì bây giờ cũng vậy, tất cả những người nối dòng Thiền Tông phải tập đi, không phải mà nhào ra làm được đâu. Nhào ra coi chừng, học lái xe chưa biết lái chút nào mà ngồi chiếc xe mới tuần chạy còn suy nghĩ sao, có an toàn chạy không? Khó là khó có chỗ đó. Vì thế muốn nối tiếp dòng Thiền Tông thì phải đúng cái nước thứ là cái chữ tính anh phải dẫn đầu, tuy nó ở sau cùng nhưng mà nó phải đi trên đầu chữ tính. Bất cứ mình tin tính, ví dụ tôi giao qua cái gì người đó là phải đặt cái chữ tính lên đầu tôi mới giao, chứ còn chữ tính mà không xài thì hoàn toàn không giao được. Cái này là cái luật của nó vậy mà. Ví dụ con có 5-7 đứa con muốn giao một cái tài sản lớn, con không thể giao cho cái thằng đánh bài được, thằng uống rượu được, thấy không? Thằng chơi bời được không được, mà giao một đứa nào có đủ tư cách tiếp quản cái gia tài con. Chứ không lẽ mấy đứa năm sáu đứa mà con đưa cái thằng uống rượu nó bán nó nhậu hết rồi sao? Phải giao cái thằng nào nó có uy tín con mới giao. Thì Thiền Tông nó cũng vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hết ạ, con cảm ơn bác. Buổi giải đáp ngày hôm nay đến đây xin hết ạ. Chiều không qua. Chiều không.